chương 351, thật là đáng sợ. Tuy nhiên, 12 cung hoàng đạo, bao gồm tất cả các chiến binh, không hề có một chút lo lắng, thậm chí còn không có ý định tiến lên giúp đỡ. Bởi vì bọn họ đều biết rõ một điều rằng, nếu dám động đến Chiến thần Tu La, kết cục sẽ chỉ nhận lại được một chữ chết. Giang Sách không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ duỗi một tay ra sau lưng. Anh tóm lấy bánh xe của chiếc mô tô kia chỉ bằng một tay to lớn, chiếc mô tô cũng lập tức dừng lại bánh xe không thể di chuyển được nữa nó đã bị một tay giang sách nắm chặt người đàn ông lái xe chết lặng đây là chuyện một con người có thể làm được ư phải dùng bao nhiêu lực mới có thể chặn được chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ cực cao chứ ngay cả bánh xe cũng không dịch chuyển được quái vật người này là quái vật ngón tay của giang sách bỗng nhiên dùng lực bịch bịch vài tiếng lốp xe đã bị tháo ra ngay sau đó Cánh tay của giang sách dùng sức nâng chiếc xe máy và đập mạnh về phía nền bê tông, cả người và chiếc xe đều bị bay ra ngoài, chiếc xe máy đẻ lên chân đối phương, hai chân coi như bỏ. Người ở mặt trận xương mù đỏ nhìn nhau, không thể tin được đây là điều mà con người có thể làm được. Nhưng giang sách đã làm được. Đinh Mộng Nhiên cũng rất ngạc nhiên, hóa ra chồng mình lại có sức mạnh như thế này. Sớm biết như vậy đã không cần phải sợ hãi rồi nhìn thấy Giang Sách giống như không dùng chút sức nào nhưng lại khiến người khác không thể cử động được. Giang Sách xua tay, tôi không muốn nhìn thấy nhóm người này nữa, giải quyết họ đi. Lập tức thiên hạt của 12 cung hoàng đạo đã đi đến. Không đợi anh ta động thủ, Kim Nghiêu đã đi ra ngăn thiên hạt lại, cười ha hả nói, nếu anh động thủ thì đám người này thật sự không sống nổi đầu, đầu năm mới thấy máu không tốt, hay là để tôi xử lý đi. Thiên hạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh ta không nói lời nào, lùi vài bước sau đó biến mất. Kim Ngưu bẻ bẻ tay, cười lớn đi về phía mấy người kia, lâu lắm rồi anh ta không đánh nhau, thật nhớ nhung những ngày tháng đánh đấm trước kia. Thật vất cả mới có cơ hội này, sao anh ta có thể bỏ lỡ chứ? Nhìn thấy Kim Ngưu cao hơn 2 mét, cánh tay còn dày hơn vòng eo của người bình thường bước tới, trong lòng giả chiến tuyệt vọng, loại người to lớn này không chỉ có thân thể cường tráng mà kỹ thuật chiến đấu cũng rất cao. Một tên côn đồ như ông ta thì sao có thể đánh lại? Còn chưa kịp phản ứng thì giả chiến đã thấy Kim Ngưu lao tới trước mặt, mạnh mẽ dùng tốc độ ánh sáng đánh lên bụng của giả chiến. Cảm giác này giống như bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào bụng. Đau vô cùng. Giả chiến xoay người trên không hai lần, sau đó hung hăng ngã vào mép bồn hoa, chỉ một đấm đã khiến ông ta trở thành người tàn phế. Sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Trong 12 cung hoàng đạo chắc chắn Kim Ngưu đứng đầu về sức mạnh. Mạnh mẽ và bất khả chiến bại. Một đấm dùng toàn lực. Hai tay của Kim Ngưu trời sinh đã mạnh mẽ, cứ hết quyền này đến quyền khác, hơn 20 người ở mặt trận xương mù đỏ đều bị hạ gục trong vòng 10 giây, từng người một nằm trên mặt đất. Một số co giật, một số sủi bọt, và một số trực tiếp bất tỉnh. chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Đây còn là Kim Ngưu đã tránh đánh vào những chỗ chí mạng, nếu không 20 người sẽ không chỉ đơn giản là đau, một đấm cũng có thể giết chết bọn họ. Dù sao cũng sắp đến Tết, đây cũng là một xã hội được cai trị bởi pháp luật, không phải là một chiến trường ở Tây Cảnh. Có thể không giết người thì càng tốt. Kim Nghiêu trông có vẻ lỗ máng, nhưng thực ra suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Sau khi đánh xong, Kim Nghiêu vươn vai vài cái rồi nhìn quanh, sau đó gật đầu hài lòng. Lão đại, được rồi chứ, Giang Sách nhìn những người trên mặt đất rồi nhẹ nói, những người khác đều đi đi, Kim Ngưu ở lại trông chừng mấy người này, để bọn họ xử lý sạch hiện trường đi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của công viên. Nếu lần sau tôi đến xem nơi này bị hỏng chỗ nào, Kim Ngưu, cậu lại giúp tôi thêm một lần nữa là được. Sau khi nghe điều này, người của mặt trận xương mù đỏ khóc không ra nước mắt. Người nào còn có thể động đậy thì nhanh chóng đứng dậy thu dọn, lau chùi từng thử một, không dám lơ là chút nào thật là đáng sợ, bị đánh có một lần đã mất nửa cái mạng, còn muốn đánh thêm lần nữa sao? thêm lần nữa chắc chắn sẽ không sống nổi nữa. nhìn những người đó run lên vì sợ hãi, Đinh Mộng Nhiên cười thầm. đám người này vừa rồi trông dọa người như thế mà bây giờ lại trông rất buồn cười thế này. nghe thấy tiếng cười của Đinh Mộng Nhiên, trái tim Giang Sách khẽ run lên. anh quay đầu lại nhìn về phía Đinh Mộng Nhiên, nhìn cô cười đến động lòng người. anh nhìn gì vậy? Đinh Mộng Nhiên hỏi chương 352, hàng chục tỷ tệ đã bốc hơi trong vài ngày. Giang sách muốn nói gì đó, nhưng anh cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng đều dư thừa, vì vậy anh. Anh cúi đầu, mạnh mẽ dùng đôi môi của mình hôn lên gò má trắng nõn của Đinh Mộng Nhiên, trong chốc lát màu trắng trên mặt cô trở nên đỏ ửng. Hai má của Đinh Mộng Nhiên cực kỳ nóng. Hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, trái tim của cô có chút không chịu nổi mà đập thình thịch. Đồ xấu xa, bàn tay hồng hào của đinh mộng nghiên đánh nhẹ vào ngực của giang sách vài cái sau đó cô bỏ chạy kim nghiêu bên cạnh hét lên lão đại mau đuổi theo đi giang sách trừng mắt nhìn kim nghiêu kim nghiêu sợ hãi đến mức vội vàng im lặng nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì anh cảm thấy những gì kim nghiêu nói cũng khá có lý nên giang sách nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo dưới ánh trăng hai bóng người một trước một sau đuổi nhau trên con đường ven sông lấp lánh chàng trai đuổi theo cô gái, ôm lấy cô một cách chiều miến dưới sự chứng kiến của ánh trăng. Mộng Nhiên, lại muốn nói cái gì? Anh vẫn chưa nói với em năm mới vui vẻ. Khóe miệng đinh mộng Nhiên nhếch lên, cô nở một nụ cười vui vẻ rạng rỡ tựa đầu vào ngực sang sách Happy New Year tu. Năm mới, không khí mới. Trong khoảng thời gian sau đó, ngành giải trí khu Giang Nam đã trải qua những chuyển chiến kinh thiên động địa giá trị thị trường của công ty giải trí ức mạch đã tăng chóng mặt, tăng gần 80 lần so với giai đoạn đầu. Nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp tục tăng, không có ý định dừng lại, giống như ngồi tên lửa vậy. Việc này khiến nhiều người cười nhưng cũng khiến nhiều người khóc. Lúc này muốn khóc nhất chính là công ty giải trí bá khổng. Buổi biểu diễn đêm giao thừa do họ tổ chức hoàn toàn dối tung lên, không những không mở rộng được sức ảnh hưởng mà còn trở thành trò cười. Hát nhép, ăn cắp, đạo nhạc, Đủ thứ tin tức tiêu cực lần lượt xuất hiện, gần như khiến công ty giải trí bá khổng suy sụp hoàn toàn. Dù họ có xin lỗi rất nhanh và hoàn toàn đóng băng hoạt động của Hoa Tưởng Dung thì cũng chẳng có tác dụng gì, ấn tượng của khán giả về họ rất tệ và rất khó để xây dựng lại hình tượng. Kết quả là chỉ trong vài ngày, giá trị cổ phiếu của công ty giải trí bá khổng rất giá thảm hại, chỉ còn 2 phần 3 giá trị ban đầu. Hàng chục tỷ tệ đã bốc hơi trong vài ngày. Cú đả kích lớn như vậy khiến tổng giám đốc của công ty giải chó bá khổng là Bách Tín Hoành hoàn toàn không thể dậy nổi. Ban đầu dự định một loạt kế hoạch, lại hủy MC, sau đó hủy bỏ tài trợ nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì, lại bị mưu kế của giang sách đánh cho tan nát. Không những công ty giải trí ức mạch không sụp đổ, mà ngay cả vì đột nhiên thay đổi MC đã khiến người mới là sở nhạc đồng nổi như côn. Giờ đây, sở nhạc đồng đã bước vào hàng ngũ người dẫn chương trình hạng nhất ánh đèn sân khấu nổi hẳn lên. Danh tiếng và lượng truy cập đều do anh ta chiếm hết. Sau khi vừa ra mắt đã nổi tiếng, Sở Nhạc Đồng trở thành người nổi tiếng thứ ba cho công ty giải trí ức mạch khiến các công ty giải trí khác phải ghen tị. Đồng thời, ngày càng có nhiều người mới chất lượng cao đổ xô đến công ty giải trí ức mạch. Danh tiếng lớn đương nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ có nhiều người mới chất lượng cao hơn, từ những người mới chất lượng cao này, lại có thể khiến vài người nổi tiếng và tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của công ty giải trí Ức Mạch. Có thể nói công ty giải trí Ức Mạch đang đi trên con đường tuần hoàn tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là giá trị thị trường của công ty giải trí Ức Mạch đã vượt qua công ty giải trí Bá Khổng, lần này sẽ thay thế công ty giải trí Bá Khổng trở thành công ty giải trí số 1 Giang Nam. Mọi người đều biết đến hai từ Ức Mạch. Ở trung tâm Giang Nam, văn phòng chủ tịch của doanh nghiệp Thiên Đình. Tôn Vĩnh Trinh một tay cầm điếu thuốc khoanh chân ngồi trên ghế, điên cuồng hút, mỗi lần hút đều để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng. Người đang đứng cúi đầu trước mặt hắn ta không phải ai khác mà chính là Bách Tín Hoành của công ty giải trí bá khống. Ở bên cạnh chính là Tây Môn Tuấn Đa Mưu Túc Trí. Sự thất bại của buổi biểu diễn đêm giao thừa này khiến Bách Tín Hoành hoàn toàn không thể ngóc đầu lên, vị trí của anh ta trong lòng Tôn Vĩnh Trinh lúc này chắc chắn đã bị suy giảm, lần này sợ là lành ít giữ nhiều chương 353, anh đang đùa tôi sao? Điều duy nhất anh ta hy vọng bây giờ là Tôn Vĩnh Trinh có thể nể tình anh ta đã làm việc nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, đừng quá tàn nhẫn. Nhưng Tôn Vĩnh Trinh sao có thể tốt như vậy? Hắn ta nhìn bách tín hoành chế nhạo, hừm, lúc trước anh đã hứa với tôi như thế nào? Anh nói, chỉ cần cho anh thêm một tuần, anh hoàn toàn có thể bóp chết công ty giải trí ức mạch. Hiện tại thì sao? Ha ha, công ty giải trí ức mạch không hề sụp đổ, mà giá trị thị trường của nó đã tăng lên dữ dội. Ngược lại, giá trị thị trường của công ty giải trí bá khổng đã giảm xuống dữ dội, bây giờ đã trở thành công ty đứng thứ hai ở Giang Nam. Bách Tín Hoành, kế hoạch của anh không phải rất hoàn hảo sao? Anh giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Đối mặt với sự giận dữ của Tôn Vĩnh Trinh, Bách Tín Hoành không nói một lời. Còn gì để nói nữa? Xét đến cùng chỉ có thể nói, năng lực không bằng. Trước giờ Bạch Tín Hoành vẫn không phục, lần này anh ta đã bị Giang Sách hoàn toàn đánh bại, thủ đoạn và trí tuệ của người đàn ông đó vượt xa khả năng đối phó của anh ta. Cuối cùng Bạch Tín Hoành chỉ có thể thở dài. "Chủ tịch Tôn, tôi không còn gì để nói, lần này tôi thua tâm phục khẩu phục. Năng lực của Giang Sách giỏi hơn tôi rất nhiều. Năng lực không bằng người khác, vì vậy tôi sẵn sàng bị trừng phạt." Tôn Vĩnh Trinh hơi ngạc nhiên, người mắt cao hơn đầu như bạch tín hoành lại có thể bị giang sách hạ gục xem ra người này thực sự không phải là người bình thường chuyện đã đến nước này có giận dữ cũng vô dụng tôn vĩnh trinh xua tay thôi nếu anh đã tự nhận mình không bằng người cây ếch không cần tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc này nữa trở về thu dọn đồ đạc rồi chủ động nghỉ việc đi từ nay về sau bách tín hoành và công ty giải trí bá khổng doanh nghiệp thiên đỉnh không còn liên quan đến nhau nữa chủ tịch tôn bách tín hoành nóng này anh ta nghĩ nhiều nhất tôn vĩnh trinh cũng sẽ chỉ cắt trước anh ta không ngờ tôn vĩnh trinh lại tuyệt tình như vậy bảo anh ta cút đi ngay cả doanh nghiệp thiên đỉnh cũng không cho anh ta ở lại tôn vĩnh trinh hừ lạnh tôi bảo anh cút là đã khách sáo lắm rồi anh xem anh đã làm công ty giải trí bá không thành cái dạng gì không giết anh đã là sự nhân nhượng của tôi rồi mau cút cho tôi đừng làm bẩn mắt tôi nói đến vậy bách tín hoành còn có thể nói gì nữa anh ta thở dài quay lưng bỏ đi một buổi biểu diễn đêm giao thừa đã có thể vượt qua công ty giải trí bá khổng bách tín hoành phải khâm phục giang sách sau khi hút một điếu thuốc tôn vĩnh trinh lại hút thêm một điều khác cử từng điếu từng điếu cả phòng làm việc bốc khói nghi ngút trong lòng cũng khó chịu thành thật mà nói ngay cả bách tín hoành cũng không thể đối phó với giang sách vậy thì còn ai có thể làm được sau nhiều lần cân nhắc hắn ta vẫn không thể nghĩ ra một ứng viên phù hợp Hắn ta nhìn Tây Môn Tuấn hỏi, "Tây Môn, đừng chỉ ngồi đó, mau giúp tôi nghĩ cách đối phó với Giang Sách như thế nào đi, tôi nên cử ai đi đối phó với Giang Sách đây?" Tây Môn Tuấn cười khổ một tiếng, lại lắc đầu nói, "Chủ tịch Tôn, đừng trách tôi dội gáo nước lạnh vào người ngài, cả doanh nghiệp Thiên đỉnh này cũng không có ai có thể là đối thủ của Giang Sách đâu." "Hừm." Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng phải tự nhận bản thân kém cỏi, sau rất nhiều lần đối đầu, tôi tin ngài đã nhìn ra được kế sách bách tín hoành còn có kế sách vài lần trước của tôi thật ra cũng rất hoàn mỹ, nhưng giang sách lại có thể gặp giữ hóa lành, chẳng những không tổn thất gì mà còn càng ngày càng mạnh, gây sức ép cho chúng ta. Ngừng một chút, Tây Môn Tuấn nói tiếp, cho nên tôi nghĩ không có ai ở doanh nghiệp thiên đỉnh là có thể làm đối thủ của giang sách. Tôi cảm thấy giang sách thực sự có khả năng nhổ bỏ tận gốc chúng ta nhưng anh ta không thèm làm như vậy, mà muốn từ từ chơi với chúng ta. Cái gì, Tôn Vĩnh Trinh sững sờ, anh đang đùa tôi sao, Tây Môn Tuấn cười khổ, ý nghĩ này tuy rằng nực cười nhưng tôi cảm thấy càng ngày càng đúng, giống như mèo bắt chuột không phải để ăn thịt chuột, mà là để chơi với nó. Giang sách nhất định muốn cho chúng ta trải qua cảm giác bị chơi đùa và muốn thoát khỏi một cách tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực. Không thể không nói, Tây Môn Tuấn xứng đáng là người nhiều mưu kế nhất doanh nghiệp thiên đình. Những gì anh ta đoán là chính xác những gì Giang sách muốn làm. Tôn Vĩnh Trinh hung hăng vỗ bàn, chẳng lẽ chúng ta thật sự là bị anh ta đùa giỡn, lúc nào cũng có thể xử lý sao? Hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy. Chương 354, sao lần này lại nghiêm trọng đến vậy? Căn phòng im ắng lại, cả hai đều không biết phải nói gì. Cảm giác muốn được giải thoát nhưng không giải thoát được khá là bất lực, đây là cảm giác mà Giang Sách muốn bọn họ trải qua. Cuối cùng, Tây Môn Tuấn cười khổ lắc đầu. Trên thực tế, có một người có khả năng đối phó với Giang Sách, hơn nữa anh ta đang ở bên cạnh chúng ta. "Ồ, ai vậy?" Tôn Vĩnh Trinh hỏi ngay lập tức. Tây Môn Tuấn nhìn Tôn Vĩnh Trinh nói, "Chủ tịch Tôn à, ngài biết tôi nói ai mà." "Ý anh là cậu ta?" Sắc mặt Tôn Vĩnh Trinh thay đổi, nếu là người đàn ông đó thì thực sự có năng lực đối phó với Giang Sách, cho tới giờ anh ta chưa từng thua. Theo quan điểm của Tôn Vĩnh Trinh, người đàn ông đó là bất khả chiến bại. Nhưng Tôn Vĩnh Trinh lắc đầu liên tục, "Không thể, tôi không thể tìm cậu ta, nghĩ cách khác đi." Tây Môn Tuấn thở dài, "Tôi biết ngài sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ, ngoài anh ta ra, tôi tin không ai có thể đối phó với Giang Sách." Không khí có chút ngưng trọng. Tôn Vĩnh Trinh đấu tranh tâm lý phức tạp, cuối cùng bất lực nói, "Nhưng kể cả tôi đến gặp cậu ta, cậu ta có thể sẽ không giúp." Tây Môn Tuấn mỉm cười, "Không chắc, người ta nói máu mủ tình thâm mà." Chủ tịch Tôn mặc dù ngài và anh ta có chút khúc mắc. Dù sao cũng là em trai của ngài, em trai ruột của ngài. Nhìn thấy anh trai mình bị người ta đùa giỡn như vậy, kể cả có thâm thù đại hận thì cũng sẽ bỏ qua, anh ta nhất định sẽ giúp ngài. Đây là tình thân. Tôn Vĩnh Trinh cao mày xứ người, quên cả hút điếu thuốc trong miệng. Người đàn ông đó, nhất định phải tìm người đó sao? Thôi được, giờ không còn cách nào khác ngoài việc tìm người đàn ông đó, Tôn Vĩnh Trinh bất lực đứng dậy và đi về phía cửa văn phòng. Tây Môn Tuấn nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tôn Vĩnh Trinh, lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Nếu anh ta trở lại, danh sưng, người nhiều mưu kế nhất, sợ là phải đổi chủ rồi. Sáng sớm, ở văn phòng của người tổng phụ trách khu Giang Nam. Giang sách ngồi trên ghế, sắc mặt đanh lại, đứng bên dưới là đội trưởng đội cảnh sát tạ mạnh trí. Còn nhớ lần đầu Giang sách trở về từ Milan, anh cùng tôi nhàn bị một đám tội phạm buôn bán nội tạng vây bắt trong đám đó có một người đàn ông được xưng là bác sĩ thạch sau khi tạ mạnh trí đưa người đàn ông đó đi tra hỏi kỹ càng xong thì trước mắt đã có kết quả sơ bộ tạ mạnh trí đặt báo cáo điều tra lên bàn giang sách vừa đọc vừa nghe tạ mạnh trí tường thuật thưa tổng phụ trách kẻ tên bác sĩ thạch đó tên thật là thạch hâm tử theo như điều tra thì là con trai thứ hai của thạch khoan xã trưởng xã y học khu giang nam em trai của thạch văn bình anh ta gia nhập vào một tổ chức ngầm, chuyên kinh doanh bất hợp pháp, chủ yếu là dựa vào buôn bản nội tạng người và mại dâm. Vai trò của thạch hâm tử trong tổ chức là cắt những người có giá trị, lấy tim, gan, phổi, phế, dạ dày, thận và nhiều nội tạng người khác ra, sau đó thông qua mua bán chợ đen ngầm rồi bán ra với giá cao. Giang sách gật đầu, quả nhiên không khác mấy với những gì anh suy đoán. Xem xong tất cả tư liệu, anh phát hiện mọi thứ chỉ xoay quanh thạch hâm tử, nhưng lại không hề nhắc gì tới nhà họ thạch sao thế sao mọi thứ trong này lại không có quan hệ gì đến xã y học của nhà họ thạch vậy tạ mạnh trí thành thật trả lời theo như kết quả điều tra trước mắt thì chỉ có thạch hâm tử gia nhập tổ chức đó thôi các thành viên khác trong gia tộc đều không liên quan gì đến việc này hoàn toàn không có chứng cứ gì chỉ đến những người khác của nhà họ thạch cẩn thận vẫn hơn thuộc hạ không dám đoán bừa vậy nên trong báo cáo không hề nhắc đến bất kỳ chuyện gì của nhà họ thạch Giang sách cao mày. Không liên quan gì đến nhà họ Thạch, mọi chuyện đều chỉ là hành vi cá nhân của Thạch Hâm Tử thôi ư. Sao nghe giả dối quá vậy? Nhà họ Thạch thật sự vô can, hay là công tác dọn dẹp hậu hoa quả tốt, khó mà dò ra? Giang sách hạ lệnh, tiếp tục điều tra đi, nhất định phải tìm ra sơ hở nhà họ Thạch có nhúng tay vào chuyện này. Vâng, ngoài ra, tạ mạnh trí, trong lúc điều tra, anh đừng để người nhà họ Thạch phát giác ra gì thuộc hạ đã rõ. Anh lui xuống được rồi. Tạ Mạnh Chí xoay người ra khỏi văn phòng, tiếp tục điều tra mọi thứ liên quan đến mối quan hệ giữa tổ chức ngầm và nhà họ Thạch. Ở đầu bên kia, xã y học nhà họ Thạch, trong một căn phòng nhỏ u ám leo lét ánh sáng. Gia chủ nhà họ Thạch Thạch Khoan đang ngồi trên ghế với thái độ không mấy vui vẻ, đứng trước mặt ông ta là con trai lớn Thạch Văn Bình. Sắc mặt hai người tràn ngập vẻ muộn phiền. Thạch Văn Bình nói, ba à, con đã cố hết sức rồi, chuyện của em trai lần này không dễ xử lý. Nó bị người của văn phòng tổng phụ trách điều tra thẳng, ai nói giúp thì cũng chẳng có tác dụng, hoàn toàn không có khả năng bảo lãnh ra ngoài, cả cơ hội gặp mặt nó cũng không có nữa, 24 tiếng đều có người giám sát bên cạnh. Thạch Khoan thở dài liên tục. Sao lần này lại nghiêm trọng đến vậy? Chương 355, ông ta chính là ông Lâm. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, vấn đề không lớn mấy. Bỏ ra chút tiền thì bảo lãnh được ngay, lần này không hiểu sao lại bị người của văn phòng tổng phụ trách để ý tới." Thạch Văn Bình oán thán nói, "Chuyện lần này của em trai không dễ ăn. Ngoài ra, vì phía nó xảy ra chuyện nên phía chúng ta cũng phải ngừng nguồn hàng một thời gian để tránh vạ lây, tạm thời không có cách nào để lấy nội tạng tốt cả. Buổi chiều nay ông Lâm đến rồi, chúng ta đã hứa với người ta sẽ làm phẫu thuật đấy, đến lúc đó không có nội tạng để thay cho người ta thì biết làm sao đây?" thân phận của ông Lâm cao quý, nếu đắc tội người ta thì nhà họ Thạch chúng ta phải chịu trận đấy. Thạch khoan lắc đầu nguội nguội, chẳng nhẽ ông ta không biết tình hình bây giờ nghiêm trọng đến mức nào ư. Nhưng hết cách, Thạch hâm tử bị bắt, nguồn hàng bị gián đoạn. Lại thêm thân phận đặc biệt của Thạch hàm tử, tuy rằng không có tin tức chính xác nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết phía cảnh sát đang âm thầm quan sát nhà họ Thạch bọn họ. Những lúc thế này tuyệt đối không được hành xử khinh suất tìm mua hàng mới là không thể nào, chỉ cần vừa có động tính, phía cảnh sát sẽ tóm gọn cả nhà họ thạch mất. Nhưng buổi chiều là ông Lâm đến rồi. Không có thận để thay, đến lúc người ta đến rồi thì làm phẫu thuật kiểu gì đây? Không phẫu thuật được chắc chắn sẽ đắc tội ông Lâm, nhà họ thạch chịu không nổi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, thạch khoan đột nhiên cười phá lên, nói, hoặc là chúng ta có thể ném củ khoai nóng bỏng tay này sang cho người khác. Thạch Văn Bình ngây ra, ném cho ai? Thạch Khoan cười tươi, ngoài y quán nhà họ Tân ra thì còn ai vào đây? Nhắc đến nhà họ Tân, Thạch Văn Bình liền thấy khó chịu, còn nhớ lần trước anh ta có lòng đi khám bệnh cho ba của Tân Uẩn, kết quả là không những không được kết quả gì mà còn nhận lại một vố sỉ nhục. Tân Uẩn, con ả à chết tiệt đó, không phải chỉ xinh đẹp hơn người ta một chút thôi à? Có gì mà vinh váo thế? Thạch Văn Bình hỏi, ba, ba nói xem ném củ khoai này sang họ bằng cách nào đây? Dễ thôi, Thạch Khoan tự tin nói, đến lúc đó chúng ta khiêm tốn một chút, nói theo sự thật rằng không có thân thích hợp, sau đó đổ san cho nhà họ Tân, khen nhà họ Tân cho hay vào, nói nhà họ Tân là chuyên gia ở mảng này, nhà họ Tân có 100% năng lực để trị bệnh thận của ông Lâm. Thạch Văn Bình cười lớn, ba, ý của ba hay thật? Đến lúc đó nhà họ Tân không muốn cũng phải chữa trị cho ông Lâm, nếu họ không chữa thì là rõ ràng đủ điều kiện trị mà không chịu, đó là đang kinh thường ông Lâm. Thạch khoan gật đầu, quan trọng nhất là, nhà họ Tân không thể nào có thận mà thay, họ hoàn toàn không đủ sức chữa trị. Nếu như vậy thì chữa không được mà không chữa cũng không được, trước sau đều không ra gì, sẽ bị ông Lâm thù ghét, ha 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 ha, để ta xem nhà họ Tân sau này vực dậy kiểu gì. Hai cha con gian trả vạch kế hoạch rõ ràng, thiết kế mỗi một câu thoại đến hoàn hảo. Lúc này trong y quản nhà họ Tân, Tân Uẩn đang khám bệnh cho bệnh nhân, hoàn toàn không biết tại họa đang chuẩn bị ập tới lúc gần trưa giang sách sách theo một cái giỏ đi vào tân uẩn hơi ngạc nhiên mà nói khách hiếm nhé giang sách lâu lắm rồi anh không đến y quán rồi đấy sao hôm nay đột nhiên đến vậy giang sách đặt giỏ xuống khoảng thời gian trước ra nước ngoài du lịch nên không đến học y thuật nữa giờ về rồi nên tôi mang đến chút quả biếu bác trai tiện thì tiếp tục nghiệp học chưa hoàn thành của tôi khoảng thời gian này tôi có nghiên cứu chuyên sâu về Bát Quái khí châm cảm thấy nội dung quá phức tạp và rộng, có rất nhiều thứ tôi vẫn chưa nắm rõ, muốn học tập bác trai với có nhiều hơn. Tân Uẩn gật gật đầu, thế thì tốt, đợi tôi khám cho bệnh nhân này xong thì giải đáp thắc mắc cho anh nhé. Hai người đang nói chuyện thì nghe một tiếng còi dài, khiến cho những người xung quanh bị dọa chạy mất. Một chiếc Ferrari xa xỉ dừng lại trước cửa, cửa xe mở ra, một người theo hầu lập tức xuống xe bung ô ra, che áng nắng chói chang cho người bên trong. Tiếp theo, một người đàn ông lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn bước từ trong xe ra. Ông ta chính là ông Lâm. Mỗi ngày Tân Uẩn đều phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, sớm đã tập được cho mình một đôi, hòa nhãn kim tinh, huống hồ với một bác sĩ mà nói thì hỏi thăm thám thính là tố chất cơ bản nhất. Vậy nên, lúc vừa nhìn thấy ông Lâm, Tân Uẩn đã biết thân phận của đối phương chắc chắn rất cao quý. Khi nhìn thấy cha con Thạch Khoan và Thạch Văn Bình đi theo sau, Tân Uẩn càng chắc chắn thân phận của quý ông kia phải là cao quý vô cùng, nếu không thì làm sao hai cha con kia cắp mông chạy theo được. Ông Lâm xài bước vào phòng khám, nhìn thấy Tân Uẩn ngay, chậm rãi bước về phía cô ấy. Cô chính là bác sĩ Tân. Tân Uẩn đứng dậy, đáp lời với giọng điệu khách sáo, vãn bối Tân Uẩn là bác sĩ khám bệnh chính của y quán nhà họ Tân. Ừm, ông Lâm gật gật đầu, ngồi xuống xong thì từ tốn cất lời, sức khỏe tối dạo gần đây không tốt lắm, muốn nhờ bác sĩ Tân xem giúp. Tân Uẩn cau mày lại. Đến xem bệnh. chương 356, ai nhận chị thì người đó xui. Hai cha con nhà họ Thạch đằng sau ông Lâm đang là nhân vật quan trọng trong làng y dược thành phố Giang Nam. Kỹ thuật khám bệnh của họ hoàn toàn không thua gì Tân Uẩn. Thậm chí còn giỏi hơn cả Tân Uẩn đấy chứ. Tại sao lại tiếc gần tìm xa, chạy đến đây tìm Tân Uẩn khám bệnh? Nghĩ thôi cũng thấy chuyện này có gì đó bất ổn. Thạch Văn Bình còn cố ý dặn dò, bác sĩ Tân, cô phải khám kỹ vào đấy, đây là ông Lâm Gia Vinh, là tổng đại lý của Ferrari Hoa Hạ, phụ trách mọi việc của thương hiệu Ferrari trong nước. Anh ta cố ý tiết lộ thân phận của Lâm Gia Vinh, để tạo áp lực cho Tân Uẩn. Lần này Tân Uẩn còn nhức đầu hơn nữa, cô ấy nói thẳng, ông Lâm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cha con Thạch Khoan, Thạch Văn Bình sau lưng ông mới là nhân vật đứng đầu giới y học, kỹ thuật khám chữa bệnh của họ còn giỏi hơn tôi, sao ông phải bỏ họ mà tìm tôi làm gì? Thạch khoan cười, bác sĩ tân cổ khiêm tốn quá, cả khu giang nam này còn ai không biết danh, nữ hoa đà của cô. Hơn cả, nhà họ thạch chúng tôi chuyên mảng phẫu thuật ngoại khoa, nhà họ tân thì chuyên trị nội khoa. Ông Lâm bị bệnh ở nội tảng, có nữ hoa đà như cô chữa trị thì đương nhiên là thích hợp không gì bằng rồi. Anh ta tân bốc tân uẩn lên trời luôn nhưng người thông minh sẽ hiểu rõ đây không khác gì nâng lên cao rồi đạp xuống, càng nâng cho cao thì tới lúc ngã xuống sẽ càng đau. Lâm Gia Vinh nói, bác sĩ Tân, cô cứ yên tâm, chỉ cần có chữa được bệnh cho tôi, tôi sẽ không để cô thất vọng với mức thù lao đâu. Tân Uẩn cười khổ, không phải chuyện thù lao. Mà đây rõ ràng là một cái hố mà nhà họ Thạch cố ý đào sẵn cho cô ấy, dễ trị như vậy thì cha con nhà họ Thạch đã dành trước rồi, sao có thể đẩy một bệnh nhân cao quý thế này cho người khác được là một người bác sĩ, bệnh nhân đã tìm đến cửa rồi thì làm gì có chuyện từ chối. Tuy biết rõ âm mưu của cha con họ Thạch, nhưng với y đức của người làm bác sĩ, Tân Uẩn vẫn là ngồi xuống khám cho Lâm Gia Vinh. Mời ông đưa tay phải ra. Lâm Gia Vinh đưa tay phải ra, Tân Uẩn đặt ngón tay mình lên mạch của người đối diện, cảm nhận thật kỹ. Sau đó lại kiểm tra lần lượt khí sắc, lưỡi, mắt và từng bộ phận khác của Lâm Gia Vinh, đồng thời cũng hỏi thêm tình trạng bệnh của Lâm Gia Vinh thật kỹ. Tổng kết lại thì là, Lâm Gia Vinh hay cảm thấy lạnh, một khi thấy lạnh thì thần cũng đau theo, quan trọng nhất là ông ta sợ lạnh như vậy nhưng vẫn không thể ra nắng, chỉ cần ra nắng lâu một chút thì bên ngoài da sẽ nổi ban nâu, trông rất đáng sợ. Bệnh lạ thế này Tân Uẩn cũng lần đầu được thấy. Sau khi kiểm tra kỹ càng xong thì biện pháp giải quyết duy nhất mà Tân Uẩn có thể nghĩ ra, chính là, ông Lâm, bệnh tình của ông trước mắt rất đặc biệt, sợ rằng thủ thuật chữa trị bình thường Khó mà chia tận gốc. Muốn trị tận gốc bệnh của ông thì cách duy nhất chính là cắt bỏ quả thận gần như hoại tử của ông, thay thế bằng một quả thận mới có độ tương hợp cao. Thay thận, đích thị có thể làm một mẻ khỏe cả đời. Dù gì thì mọi triệu chứng đều do thận có vấn đề mà sinh ra, chỉ cần thay được quả thận bị hoại tử thì triệu chứng trên cơ thể sẽ tự hết. Chỉ là, ai cũng biết rằng bây giờ đừng nói là trong nước, cho dù là toàn thế giới cũng không có bao. Nhiều thận phù hợp để thay. Mỗi một quả thận như thế đều mang giá trên trời. Lâm Gia Vinh có hơi thất vọng, thở dài sườn sượt, đương nhiên là tôi biết thay thận sẽ giải quyết mọi chuyện, điều này đã nhiều bác sĩ nói với tôi rồi, nhưng vấn đề là ở đâu có thận mà thay đây. Đừng nói đến việc tìm ra quả thận có độ tương thích hoàn hảo. Nếu có thể thay thận thì tôi thay lâu rồi, còn cần đến tìm cô làm gì? Bác sĩ Tân, y thuật nhà họ Tân các cô chỉ đến mức này thôi sao? Câu hỏi này có hơi khó trả lời rất nhiều người đến khám bệnh đều là vì cái danh trăm năm của y quản nhà họ tân vì danh tiếng nữ hoa đà của tân uẩn tên tuổi lâu đời danh tiếng đó chính là thương hiệu của một bác sĩ ở đời thương hiệu mà sập thì bác sĩ cũng đành bỏ nghề tân uẩn có thể không quan tâm mấy đến danh nữ hoa đà của mình nhưng y quán nhà họ tân danh tiếng của y thuật nhà họ tân tuyệt đối không thể mất đi như thế nhưng ngoài việc thay thận ra thì dường như không còn cách nào khác Tân Uẩn bây giờ đã hiểu tại sao cho con họ Thạch kia lại đẩy bệnh nhân cao quý này cho mình, tất cả là vì bệnh của Lâm Gia Vinh không trị được. Ai nhận trị thì người đó xui. Cha con họ Thạch ném củ khoai bỏng này cho Tân Uẩn, quá ư hiểm ác. Không chỉ như thế, Thạch Khoan còn lạnh lùng nói, "Ông Lâm, ông đừng nghe bác sĩ Tân nói bậy, theo như tôi biết thì nhà họ Tân có y thuật bí truyền cơ. Bệnh của ông họ chắc chắn sẽ trị được, chỉ là có vẻ như loại y thuật đó rất phiền phức." chỉ có bệnh nhân mang thân phận cao quý lắm mới dùng đến được. Dừng lại một chút, Thạch Khoan lại nói với Tân Uẩn, bác sĩ Tân, cô không cần giấu giếm làm gì nữa. Chẳng lẽ cô thấy thân phận của ông Lâm vẫn không đủ cao quý ư, không xứng đáng với y thuật bí truyền của nhà họ Tân các người à? Tân Uẩn tức đến nỗi suýt thì mắng ẩm lên. chương 357, không phải trò đùa thì là gì? Không chữa thì đắc tội người ta mà chữa thì mất danh tiếng. Chọn kiểu gì cũng là sai tiến thoái lưỡng nan tân uẩn như ngồi trên đống định không biết nên chọn gì không thốt lên được chữ nào rõ ràng là bệnh không trị được mà không thể từ chối cha con họ thạch có thủ đoạn quá ư là thâm độc lâm gia vinh thấy cô ấy mãi không lên tiếng hơi cau mày hỏi bác sĩ tân y thuật bí truyền của nhà họ tân các người yêu cầu nghiêm đến vậy sao họ lâm tôi đây thật sự không đủ tư cách được nhận ư không phải đâu ông lâm hiểu lầm rồi hiểu lầm gì đây nếu cô nể nang họ lâm tới đây thì chữa cho tôi, nếu không thì nói một tiếng, tôi đi ngay. Đối mặt với sự bức ép của Lâm Gia Vinh, Tân Uẩn dối rắm trong lòng. Ngay lúc này, Giang Sách vẫn im lặng không lên tiếng mới cười bước qua, bình tĩnh nói, bệnh này thật ra không khó chữa. Không khó. Mọi người lần lượt nhìn sang, muốn xem ai mà to gan thế, nói ra những lời ngung cuồng thế này. Nhìn thấy người nói là Giang Sách, Thạch Văn Bình cười phá lên, lắc đầu nói tôi còn tưởng là cao nhân nào lên tiếng hóa ra là một tên ngoại môn nếu tôi nhớ không nhầm thì anh không biết chút y thuật nào đúng không giang sách lạnh nhạt nói trước kia thì không biết gì thật nhưng khoảng thời gian này ông cụ nhà họ tân đây đã truyền đạt cho tôi một ít y thuật cũng nắm bắt được vào môn đạo ồ thế không biết anh đã học bao lâu rồi gần một tháng rồi thạch văn bình bật cười một tháng một tháng thì học được gì những kẻ xuất thân từ thế gia y học như họ đều đọc sách y từ nhỏ, sau này cũng sẽ có người trong dòng tộc tiến hành bồi dưỡng riêng, còn có người đến trường dạy y để nghiên cứu sâu thêm. Có như thế mới có thể thành tài. Đừng thấy những người trẻ như Thạch Văn Bình, Tân Uẩn mà đã có y thuật cao siêu là chuyện dễ, sau lưng họ đã phải bỏ ra nhiều công sức khó mà tưởng tượng được. Vậy nên đối với việc giang sách mới học y thuật một tháng mà dám nói ra những lời ngung cuồng này, Thạch Văn Bình rất lấy làm khinh khi không chỉ Thạch Văn Bình mà đến cả Lâm Gia Vinh cũng thấy phản cảm. Một tháng, hư, ông ta không dám giao tính mạng mình cho một người mới học y thuật được một tháng thậm chí còn chưa xuất sự đầu. Không phải trò đùa thì là gì? Lâm Gia Vinh lạnh lùng nói, nhà họ tân hết người rồi sao? Sao lại dám để một người mới đến chữa bệnh thế này, đúng là hoang đường. Sắc mặt tân huẩn không ôn hòa cho lắm. Tuy rằng biết là giang sách đang giải vây giúp cô ấy, nhưng cách làm này nói thật là không thỏa đáng lắm, tranh cãi thêm nữa chỉ khiến người khác càng khinh thường mình hơn. Thế nhưng, Giang Sách không quan tâm những thứ đó, anh bình tĩnh nói, các người cũng đề cập tới y thuật bí truyền của nhà họ Tân trước đó còn gì, thật ra không phải Tân Uẩn không muốn dùng đến mà là vì cô ấy không biết. Không giấu gì các người, y thuật bí truyền này truyền nam không truyền nữ, Tân Uẩn y thuật có cao mấy cũng không học được. Tôi là đàn ông, lại là một đệ tử quan môn của ông cụ nhà họ Tân y thuật bí truyền chỉ tối biết thôi ông lâm ông có chắc là không muốn để tôi chữa cho ông không nếu ông không muốn chữa chị nữa thì mời ông đi cho chúng tôi còn phải tiếp tục làm ăn tuyệt tân uẩn mừng thầm trong lòng bản lĩnh bẻ ngược tình thế của giang sách tài tình thật thành công giúp tân uẩn giải vây không phải tân uẩn không muốn chị mà là y thuật bí truyền này chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ tân uẩn chốc lát đã được giải cứu chỉ còn hai lựa chọn cho lâm gia vinh một để một người mới chữa bệnh hai rời khỏi đây người có thân phận như lâm gia vinh sao có thể lấy mạng mình ra đùa chắc chắn sẽ chọn bỏ đi điều đó có nghĩa là lâm gia vinh từ bỏ trị liệu chứ không phải người nhà họ tân từ chối trị liệu cứ như vậy vừa không đắc tội lâm gia vinh vừa giữ được thanh danh của nhà họ tân một mũi tên chúng hai con nhạn giang sách quả thật rất tài tình tân uẩn nói thêm vào ông lâm ông lựa chọn thế nào đây Lâm Gia Vinh do dự. chương 358, mỗi người mỗi tâm tình. Ông ta thật sự rất muốn chữa bệnh, nhưng giao tính mạng cho một người mới học thì ông ta không tài nào dám. Cha con họ thạch cao mày nhân mặt. Nếu như bị giang sách tính kế thành công thì kế hoạch của họ sẽ đổ sông đổ bể mất, không hề hại được tân huần, không được, bọn họ kiên quyết sẽ không để chuyện này xảy ra. Vậy là, thạch khoan ho khan một tiếng, nói y thuật của ông cụ tân là có một không hai trên đời này, đệ tử quan môn của ông chắc cũng không tệ. Nếu đệ tử của ông cụ mà không ra sao thì không phải là một sự sỉ nhục với ông cụ sao? Ông Lâm, tôi nghĩ ông có thể thử xem sao. Ô, Lâm Gia Vinh hơi lung lay. Tân Uẩn bắt đầu khẩn trương, giang sách chỉ bẻ tình thế lại, không hề muốn chữa bệnh, sao anh có thể chữa khỏi bệnh thận cho Lâm Gia Vinh được? Thạch khoan quá xấu xa. Ông ta lợi dụng tâm lý muốn khỏi bệnh của Lâm Gia Vinh, không quan tâm gì tới sống chết của bệnh nhân, thà để Lâm Gia Vinh chết cũng phải hại nhà họ Tân cho bằng được. Không phải nói chị được à? Được. Nào đến chị cho tôi xem. Thạch Khoan, Thạch Văn Bình đồng thời nở nụ cười gian trá. Lâm Gia Vinh bị căn bệnh thận này dày vò đến nỗi chết đi sống lại, chị ước sao có thể trị bệnh được, bệnh nhân chỉ cần nghe đến bất kỳ hy vọng chữa trị nào đi nữa, thì cũng sẽ không từ bỏ. Do dự một lát, Lâm Gia Vinh gật đầu. Được, tôi đồng ý để cậu trị bệnh lần này đến lượt tân uẩn ngứa người cô ấy nào ngờ lâm gia vinh sẽ đồng ý để giang sách chữa bệnh lần này khó mà xuống lưng cọp ông lâm ông không suy xét thêm chút nữa ư còn xét gì nữa không lẽ y thuật bí truyền của nhà họ tân các người là giả những lời vừa này là để gạt tôi ơ ờ, ừm tân uẩn câm nín sắc mặt giang sách vẫn bình tĩnh đưa tay ra chỉ vào giường bệnh ông lâm mời ông nằm xuống giường cởi áo trên da Tân Uẩn lo suốt phó lên, kéo vạt áo anh lại, nhỏ giọng mắng anh làm gì đó. Đừng có mà làm bậy, bệnh thận của ông ta rất nặng, không chú ý là chết người đấy. Yên tâm đi, tôi không sơ sẩy được đâu. Yên tâm, yên tâm được mới lạ. Tân Uẩn sắp khóc tới nơi, sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này thì ban đầu nhận là không chữa được cho rồi. Hai cha con họ thạch cười tươi hơn nữa. Đợi giang sách phá hỏng mọi chuyện làm cho lâm gia vinh tản phế thì nhà họ tân toang tới nơi rồi hai gia đình đấu đá cả trăm năm cuối cùng nhờ cơ hội này mà có thể đánh bại nhà họ tân một cách triệt để mỗi người mỗi tâm tình dưới sự dìu đỡ của trợ lý lâm gia vinh bước đến bên giường bệnh cởi áo trên da sau đó nằm lên tiếp đó giang sách mang một chiếc ghế ra rồi ngồi bên cạnh giường bệnh kim châm bạc nước sạch khăn lập tức có người mang ba món đồ tới Giang sách đưa tay lấy kim châm, châm kim lên quanh cơ thể Lâm Gia Vinh, anh đang làm theo cuốn, bát quái khí châm, mà Tân Kỳ đã để lại. Thông qua châm kim mà truyền, khí, vào trong cơ thể Lâm Gia Vinh. Người ngoài không thể thấy được sự tồn tại của luồng khí này. Sau khi châm được vài châm, Lâm Gia Vinh cảm thấy cơ thể nóng bừng, cả người giống như lợn trên lò nướng, vừa đau vừa nhức vừa nóng như thiêu đốt. Ông ta nhịn không được mà kêu lên thảm thiết. Trợ lý không chịu nổi nữa, bèn hỏi, anh đang trị bệnh hay đang giết người vậy? Giang Sách dừng tay lại, đưa kim châm lên, anh giỏi thì anh làm đi. Trợ lý lập tức ngậm mồm lại, không dám nói thêm gì. Cha con họ Thạch đứng một bên cũng lắc đầu nguầy nguậy, mấy cây kim quen này thì trị bệnh kiểu gì? Hơn nữa với dáng vẻ của Lâm Gia Vinh bây giờ, rất rõ ràng là sắp chết tới nơi. Thêm một chốc nữa thôi. Lâm Gia Vinh chết thật thì cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Tân sẽ tan tành trong chớp mắt. Nghĩ tới đây là cha con họ vui mừng khôn xiết. Tân Uẩn cao chặt hàng chân mày, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi, nói thật lòng cô ấy cũng không hiểu giang sách đang châm kim kiểu gì. chương 359, giang sách tuyệt đối là thiên tài y học. Một biển hóa trong chốc lát dọa mọi người chết khiếp, sao trị bệnh kiểu gì mà khiến người ta phun cả máu ra thế. Trợ lý vội vàng ngăn lại, lang băm, anh dừng tay cho tôi. Anh ta muốn rút kim trên người Lâm Gia Vinh ra, nhưng bị Giang Sách ngăn lại, sau đó khống chế anh ta ra sàn, lấy chân đạp lên người anh ta, giữ yên một chỗ. Mặc kệ trợ lý có phản kháng cỡ nào, cũng không thể thoát ra khỏi chân Giang Sách. Giang Sách không hoảng hốt gì mà đỡ Lâm Gia Vinh nằm xuống, sau đó tiếp tục châm kim, mỗi kim châm xuống, lại phát hiện trên người Lâm Gia Vinh tỏa ra một luồng khí đen. Cảnh tượng quỷ dị ly kỳ này làm mọi người ngơ ngác trong cơ thể con người sao lại có khí đen. Thời gian dần trôi đi, khí đen thoát ra từ cơ thể Lâm Gia Vinh cũng ít lại, cơ thể bắt đầu quay lại sắc màu của sự khỏe khoắn. Lúc này giang sách mới rút từng cây kim ra lại. Xong rồi, dùng nước sạch rửa người giúp ông ấy đi, sau đó đợi cỡ 10 phút, ông ấy sẽ tự tỉnh lại. Ồ, đúng rồi, tốt nhất là nấu một bát canh sâm, đợi ông ấy tỉnh rồi thì cho uống, sẽ khỏe nhanh hơn đó. Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không ai dám tin chuyện vừa xảy ra. Lại còn khỏe nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ của Lâm Gia Vinh khác gì đã chết đâu. Cả hơi thở cũng sắp tắt rồi kia kia. Trợ lý bò từ dưới đất dậy, áp tại vào sát lồng ngực của Lâm Gia Vinh, tim vẫn đập nhưng hơi chậm. Anh ta thở hắt một hơi, nói, "Nếu 10 phút sau ông Lâm còn không tỉnh lại thì tôi đập nát cái y quán của họ Tân các người." Giang Sách cười cười, có rảnh nói sằng nói bậy thì không bằng đi chuẩn bị một bát canh sâm đi trợ lý không nói gì, lặng lẽ đi chuẩn bị canh sâm. Bên cạnh, Thạch Văn Bình khẽ hỏi, ba, giang sách đang dở trò gì vậy? Thạch Khoan cười cười, kéo dài thời gian thôi, kéo tới lúc nào hay lúc đó, đợi 10 phút sau là hiện nguyên hình ngay, ba cũng muốn xem xem tên này giả vờ giả việt tới bao lâu. Thời gian 10 phút nói dài không dài, chớp mắt là qua ngay. Lâm Gia Vinh vẫn chưa tỉnh lại. Trợ lý khẩn trương, thằng khốn, mày hại chết ông Lâm. Tao muốn mày nợ máu trả bằng máu. Nhưng vẫn chưa đợi anh ta nhào đến chỗ Giang Sách, Lâm Gia Vinh trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, ho nhẹ một tiếng. Âm thanh tuy nhẹ nhưng lọt vào tai mọi người lại không khác gì tiếng sấm. Trợ lý mau chóng chạy sang đỡ Lâm Gia Vinh, vội vàng hỏi: "Ông Lâm, ông thấy thế nào?" Lâm Gia Vinh thở một hơi thật dài, "Tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn rồi, thậm chí cũng không đau nữa, cả người đầy sức." Quan trọng là tôi không thấy lạnh nữa. Những lời này khiến cho cha con họ Thạch sợ bạt vía. Thạch Khoan lập tức đi qua hỏi lại, "Ông Lâm, có thể để tôi bắt mạch thử không?" "Được chứ." Thạch Khoan ngồi xuống bắt mạch cho Lâm Gia Vinh, càng nghe tiếng mạch đập càng kinh ngạc, từ mạch tượng có thể thấy rõ Lâm Gia Vinh đã khỏi bệnh. "Chuyện này," Thạch Khoan thả tay ra, biểu cảm trên mặt cứng ngắc lại, không biết nói gì mới đúng. Ông ta vẫn muốn xem Giang Sách trở thành trò hề kết quả cuối cùng mình mới là hề tân uẩn nở một nụ cười thanh thản cô ấy không cần bắt mạch cũng biết lâm gia vinh đã bình phục nếu không thì thạch khoan chắc chắn sẽ không sợ hốt hoảng lên thế kia bây giờ thạch khoan không khác gì một khúc gỗ không nặn được một chữ nào đủ để nói rõ y thuật của giang sách đã thành công cô ấy khẽ đi đến bên cạnh giang sách được đấy chứ không hề biết y thuật của anh lại cao siêu vậy đấy giang sách cười tôi đã nói rồi y thuật bí truyền của nhà họ Tân truyền nam không truyền nữ, cô ghen tị rồi đúng không? Tân Uẩn trợn ngược mắt với anh một cái, biết anh đang nói gàn dỡ. Nhưng có thể nắm rõ, bát quái khí châm, đến 7-8 phần trong thời gian một tháng ngắn ngủi, còn có thể dùng để chữa bệnh khó chữa, bản lĩnh này không phải người bình thường có được. Giang sách tuyệt đối là thiên tài y học. Lâm Gia Vinh mặc đồ vào lại xong xuôi, hơi nghi hoặc mà hỏi, Giang thần y, thật ra tôi không hiểu lắm tại sao tôi mắc phải chứng bệnh quái lạ này cả việc cậu chữa bằng cách nào giang sách nhàn nhạt, nhạt nói thật ra như ban đầu tôi đã nói bệnh của ông không khó trị nếu tôi không đoán nhầm thì bình thường ông lâm rất đam mê nữ sắc nhỉ lâm gia vinh bối rối ho khan một tiếng gật đầu thế thì đúng rồi giang sách đáp ông xài thận quá độ thêm trên người vốn đã có tính hàn vậy nên mới xuất hiện những triệu chứng như vậy sợ lạnh cả người mất sức. Ngoài ra thì máu trong cơ thể ông có một phần bị tắc nghẽn, nên tạo ra một lượng âm khí hỗn tạp khá lớn, một khi bị ánh sáng mặt trời kích thích thì sẽ tỏa ra khắp người. chương 360, cảm giác mất cả trì lẫn trải thế này thật tồi tệ. Đây chính là lý do tại sao ông ra nắng thì sẽ nổi ban đen. Tôi giúp ông thải máu tụ trong cơ thể ra, lại thanh lọc sạch sẽ âm khí, bệnh của ông tự động khỏi thôi. Chẳng qua đây chỉ là tạm thời, sẽ tái phát tiếp lâm gia vinh sợ hãi hỏi sao lại tái phát giang thần y cậu phải giúp tôi chỉ tận gốc giang sách cười không thể chỉ tận gốc đâu thận của ông đã yếu lắm rồi ông lại bẩm sinh có tính hàn không thể nào chỉ tận gốc được không muốn tái phát thì biện pháp duy nhất chính là khống chế dục vọng của mình sau này tránh tiếp xúc với phụ nữ nhiều nhất có thể uống nhiều canh gà canh sâm cầu kỳ tẩm bổ nuôi dưỡng cơ thể lâu dài thì tôi tin có thể bảo trì trạng thái khỏe mạnh trong nhiều năm nữa Lâm Gia Vinh cười khổ thở dài. Ông ta gật đầu nói, cảm ơn Giang Thần Y nhắc nhở, sau này tôi sẽ không đụng vào mấy cô gái đó nữa. Ông ta nhìn Giang Sách, Giang Thần Y, cái mạng này là do cậu cứu về, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Lâm Gia Vinh tôi trước giờ ân oán rạch ròi, có thù át báo có ân át trả. Nói xong, ông ta đưa một miếng ngọc bội mang phong cách cổ xưa cho Giang Sách. Đây là chứng nhận khách quý của thương hiệu Ferrari trong nước, có nó rồi sau này cậu vào showroom nào cũng sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt. Giá chiết khấu, quyền ưu tiên mua hàng, quà tặng miễn phí, vân vân, muốn gì có đó. Mời cậu nhận cho. Giang Sách cầm lấy ngọc bội, sờ sờ trong tay, không tệ, khắc ngọc rất chi tiết, tinh tế. Vậy thì cảm ơn nhiều. Giang Sách không khách sáo gì. Lâm Gia Vinh búng tay một cái, để trợ lý rút ra một tấm chi phiếu, điền một con số lên trên, đặt nó lên giường bệnh đây là 30 triệu tệ tiền khám bệnh, xin y quán nhận cho. Tân Uẩn ngạc nhiên há hốc mồm 30 triệu. Cô ấy không làm gì mà nhận lấy 30 triệu á. Nhìn biểu cảm của Tân Uẩn, Lâm Gia Vinh tưởng cô ấy chưa vừa ý, thế là nói tiếp, xin lỗi, tôi ra ngoài với quá nên không mang theo đồ gì tốt cả. Cô nhận cho 30 triệu này trước, sau này tôi sẽ đáp lễ trịnh trọng hơn. Xa, Lâm Gia Vinh đã nói là trịnh trọng thì sẽ rất trịnh trọng đây. Giang sách nói nhỏ bên tại Tân Uẩn, còn không mau nhận đi. Đừng để ông Lâm mất mặt. Chứ, ừm, Tân Uẩn cười khổ nhận lấy tiền khám 30 triệu, nói thật lòng, không làm gì mà nhận lộc, cầm tiền mà nóng bỏng tay. Nhưng không nhận thì không hợp lý. Đành phải nhận đi vậy. Lâm Gia Vinh cười phá lên, căn bệnh tra tấn lão phu cả ba năm nay cuối cùng cũng trị khỏi rồi. Từ hôm nay tôi sẽ quảng bá rầm rộ y quán của các người, để các người lên như diều gặp gió ở khu giang nam này. Chứ không phải để những kẻ lập lờ đánh lận con đen trà trộn vào chiểm thế thượng phong. Lời Lâm Gia Vinh nói ra ai nghe cũng hiểu là đang ám chỉ cha con họ Thạch. Thạch khoan với Thạch Văn Bình xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui vào, không? Còn mặt mũi gặp ai nữa? Đặc biệt là Thạch khoan, vừa xấu hổ vừa tức giận. Vốn dĩ ông ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi, ném củ khoai bỏng cho y quán nhà họ Tân, để cơ nghiệp trăm năm của họ tan nát. Nhưng ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên ngoại môn thể này. Một tên mới học y như giang sách sao lại biết y thuật cao siêu hơn cả họ như thế được, Thạch Khoan nói bậy một, y thuật bí truyền thôi nào ngờ nó có thật. Đúng là xui tám kiếp mà. Một vị khách quan trọng như Lâm Gia Vinh bị Thạch Khoan tận tay đẩy sang y quán nhà họ Tân, giúp y quán họ kiếm được một đồng minh lớn mạnh như vậy, nghĩ thôi là thấy tức hơn cả là địa vị nhà họ Thạch với Lâm Gia Vinh cũng rơi rất vụn vỡ. Với nhân mạch và địa vị của Lâm Gia Vinh, nếu đã hạ quyết tâm làm thì nói không chừng đủ sức kéo nhà họ Thạch xuống khỏi ghế đứng đầu của ngành y này. Hân, cảm giác mất cả trì lẫn trài thế này thật tồi tệ. Lâm Gia Vinh mỉa mai nói, rõ ràng là y thuật không ra gì, ban đầu đã hứa rất hay cơ mà, nói gì mà chắc chắn sẽ tìm được thân tương thích để thay, kết quả đến lúc lên sân thì đùn đẩy trách nhiệm có bấy nhiêu mà xứng làm đầu tàu ngành nghề à? Đúng là sỉ nhục của giới y học mà. Người nói vô ý người nghe hữu ý, chân mày giang sách lập tức cau lại. Anh nhìn về phía cha con họ thạch kia, mặt không đổi sắc mà hỏi, sao cơ, ông thạch khoan có đường tìm được thận à? Trái tim thạch khoan đập trệch một nhịp. mươi 361, cái khỉ gì thế không biết. Câu trả lời của thạch khoan rất hoàn hảo, giang sách biết rằng ông ta không thể nói thật, vậy nên anh cũng không hỏi nữa tuy nhiên điều này càng khiến giang sách chắc chắn hơn một chuyện vụ án của bác sĩ thạch chắc chắn không phải là vụ án cá nhân thạch khoan và thạch văn bình hoàn toàn biết rõ hành vi buôn bán nội tạng người của hắn ta thậm chí họ rất có thể là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện câu hỏi bây giờ là làm thế nào để tìm ra bằng chứng chuyện này không thể vội vàng giang sách biết rõ rằng hai cha con họ thạch này có vấn đề nhưng anh vẫn rất bình tĩnh trên mặt không có biểu cảm gì như thể anh không biết gì về vụ án điều này làm tê liệt thần kinh của hai cha con họ thạch thạch khoan huyết tay thạch phan bình chúc mừng ông lâm đã chữa được căn bệnh quái lạ cha cha con chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết nên chúng tôi không ở lại lâu được xin cáo từ trước tạm biệt không đợi những người khác lên tiếng hai cha con họ thạch xoay người rời đi như hai con chó chết chủ sợ bị đánh lên xe bỏ đi ngay không dám nán lại dù chỉ một lúc lâm ra vinh mắng một tiếng cái khỉ gì thế không biết. Y thuật không ra sao, càng không có y đức. Giới y học bị thứ rác rưởi này chiếm vị trí đầu tàu thì tốt lên sao được. Lâm Gia Vinh nhìn Giang Sách nói, theo tôi thấy, chỉ có Giang thần y mới đủ tư cách ngồi lên vị trí đó. Giang Sách cười lắc đầu, tôi mới học y không tới một tháng, kinh nghiệm cũng ít, có thể chữa khỏi bệnh cho ông Lâm là chuyện trùng hợp thôi, đừng tâng bốc tối thế tôi không nhận nổi đầu. Lâm Gia Vinh giơ ngón tay cái lên, khen hay chê đều không quan tâm, có cái nhìn đúng đắn mới mẻ về bản thân như thế, Giang thần y đúng là tuấn tài. Bác sĩ Tân, thật may mắn cho cô khi cưới được một vị ý lang quân thế này. Gì vậy? Nói phép tới đầu luôn rồi vậy. Tân uẩn đỏ bừng mặt xấu hổ, vội vàng xua tay, không phải đầu, ông Lâm hiểu lầm rồi. Tôi không có quan hệ gì với Giang sách đâu. Ồ, Lâm Gia Vinh khó hiểu nói, nếu hai người không phải vợ chồng thì tại sao y thuật bí truyền nhà họ Tân lại truyền cho người ngoài? Tân Uẩn giải thích, chỉ vì Giang Sách và người anh trai đã chết của tôi là chiến hữu nhiều năm, Giang Sách lại còn cứu mạng người cha già của tôi, cộng với tài năng y thuật phi thường của Giang Sách, thế nên ba tôi đã phá lệ mà nhận anh ấy làm đệ tử, truyền dạy y thuật của nhà họ Tân cho anh ấy mà không kiêng rè gì. Lâm Gia Vinh gật đầu, hóa ra là vậy. Thật mừng sao ông cụ Tân có thể có được một quan môn đệ tử kiệt xuất hơn người thế này ngập ngừng một chút, Lâm Gia Vinh cười nói, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng bác sĩ Tân xinh đẹp thế này, mấy gã đàn ông bình thường không xứng với cô, chỉ có những thanh niên tài tuần như Giang Thần Y đây mới là người trời sinh một cặp với cô. Hay là cô cứ suy nghĩ lại xem, thế này thì có hơi nói sằng nói bậy. Giang sách đã là người có vợ, tân uẩn gả kiểu gì? Không lẽ đi làm vợ bé, bầu nhí của người ta? Xã hội bây giờ không cho phép một chồng nhiều vợ đầu. Tân Uẩn cười khổ nói, chuyện này thì không cần ông Lâm nhọc lòng đâu. Lâm Gia Vinh cười rồi cũng không nói gì nữa, đứng lên phủi phủi áo quần, "Được rồi, nhà tôi vẫn còn việc, tôi về trước vậy, đợi có thời gian rảnh thì tôi sẽ chuẩn bị quà quý để báo đáp." Cáo từ, vẫy tay, Lâm Gia Vinh được trợ lý dìu ra khỏi y quán, lên xe rời đi. Trong y quán chẳng còn bao nhiêu người, trở nên yên ắng nhiều. Tân Uẩn với Giang Sách nhìn nhau một cái, không biết vì sao mà cùng lúc thấy ngượng, bèn quay mặt đi. Vốn dĩ họ chỉ là bạn bè bình thường, không nghĩ gì nhiều, nhưng lúc nãy bị Lâm Gia Vinh chọc xong thì quan hệ của họ bỗng có hơi gượng gạo, nhất thời khó mà nói chuyện tự nhiên được. Đặc biệt là Tân Uẩn. Bình thường Tân Uẩn ít khi để ý tới những người đàn ông khác, người phụ nữ mạnh mẽ như vậy trên cơ bản không gã đàn ông nào có thể kiểm soát được. Trước kia Tân Uẩn chỉ thấy cảm kích giang sách, không có tình cảm nam nữ. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua chuyện mấy ngày rồi, tâm tư tân uẩn có vài sự thay đổi. Người ta đều nói phụ nữ sẽ sùng bái rồi mới sản sinh ra tình yêu. Phụ nữ chỉ khi đối mặt với những người đàn ông mạnh mẽ, tự tin mới xuất hiện cảm giác sùng bái, nếu người đàn ông đó vừa hay lại còn giúp đỡ, cứu rỗi mình thì sự sùng bái đó sẽ trở thành tình yêu lúc nào không hay. Rất hiển nhiên, chuyện hôm nay xảy ra, Giang Sách đã thỏa mãn hết những điều kiện bên trên. Y thuật giỏi Giang, năng khiếu trời cho, tâm lý bình tĩnh, giữ lại thanh danh cho Tân Uẩn một cách thản nhiên, bảo vệ được tiếng tâm của nhà họ Tân. chương 362, ôi phụ nữ nói thay đổi là thay đổi ngay. Điều này làm Tân Uẩn có hơi rung động. Hơn cả, giang sách tuy rằng không tính là đẹp trai, nhưng thường xuyên chinh chiến nên cơ thể anh có cảm giác như tràn ngập hóc môn, có khí chất mạnh mẽ chỉ riêng đàn ông mới. Có. Anh là một người đàn ông đích thực, người phụ nữ mạnh mẽ như Tân Uẩn dễ bị đàn ông đích thực thu hút hơn cả. Nhưng số phận cứ thích trêu ngươi, tại sao Giang Sách lại là người đã có vợ chứ? Ấy, Tân Uẩn nửa vô ý nửa cố tình mà lén nhìn Giang Sách, chua sót ganh tị trong tim giấy lên nhiều hơn. Lúc này, Giang Sách bước qua hỏi, Tân Uẩn, tôi có vài chuyện không hiểu lắm, muốn hỏi cô. Tân Uẩn bỗng lạnh mặt nói, y thuật anh cao vậy, có gì mà phải hỏi tôi? Tôi không biết, không muốn trả lời. Nói xong thì bĩu môi bỏ đi. Làm Giang Sách ngơ ngác cả ra. Sao vừa nãy còn bình thường mà trước mắt đã nổi giận rồi? Tân Uẩn là một cô gái lạnh lùng mạnh mẽ cơ mà, sao giờ lại biến thành giống như một cô công chúa nhỏ ương ngạnh vậy? Ôi phụ nữ nói thay đổi là thay đổi ngay. Thật ra Giang Sách nào biết được sự thay đổi của Tân Uẩn đều là vì anh hết. Không hiểu vì sao, rõ ràng Giang Sách đã giúp Tân Uẩn rồi nhưng vẫn khiến cô ấy không vui, thậm chí còn tức giận vô cớ chẳng cần biết giang sách đã làm gì tân uẩn vẫn sẽ cảm thấy không hài lòng như thể cái người tên giang sách này chỉ là người thừa vậy nhưng lúc giang sách nói phải đi rồi tân uẩn lại tỏ ra càng không vui hơn xoay vòng vòng khiến giang sách cũng hơi chóng mặt nói tóm lại là muốn anh ở lại hay không muốn anh ở lại thật sự không hiểu nổi phải làm thế nào mới xong đến khi ông cụ tân tử dân xuất hiện giang sách mới coi như được giải vây tân tử dân vừa nhìn thấy Giang Sách đã cực kỳ vui vẻ, sau một hồi Hàn Huyên lại tiếp tục truyền thụ y thuật nhà họ Tân cho Giang Sách. Hơn nữa còn giúp Giang Sách giải quyết nhiều vấn đề chưa hiểu từ trước. Sau lần huấn luyện này, Giang Sách càng hiểu sâu thêm về y thuật, tay nghề trên mặt y học càng thêm thâm hậu. Mặt trời lên cao rồi dần ngả về Tây. Giang Sách đứng dậy chào tạm biệt, Tân Uẩn vẫn lạnh lùng thờ ơ như trước, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, giống như cực kỳ ghét bỏ Giang Sách vậy. Giang sách cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đắc tội với Tân Uẩn chỗ nào, cuối cùng chỉ đành ngại ngùng rời đi. Vậy mà sau khi giang sách đi, Tân Uẩn lại dõi mắt nhìn theo hướng anh vừa đi, nhìn đến ngẩn người. Nhìn gì thế? Tân tử dân đi đến hỏi. Có, có nhìn gì đâu ạ? À? Tân Uẩn lại cụp mắt xuống sắp xếp số dược liệu trong tay. Tân tử dân lắc đầu, lúc này người ta ở đây thì con hứng hở không thèm quan tâm người ta giờ người ta đi mất rồi mới nhớ con định làm gì đấy hả cậu ta còn tưởng là con ghét cậu ta đấy tân uẩn tức giận vỗ dược liệu lên bàn con chính là ghét anh ta rõ ràng là đàn ông có vợ rồi mà còn còn nói được một nửa tân uẩn nghẹn lời không nói được tiếp có khổ cũng chỉ biết giấu vào trong lòng nhưng tân tử dân là ba cô ấy sao có thể không hiểu con gái mình được chứ ông ấy thở dài một hơi chuyện tình cảm ấy à không phải chuyện con muốn khống chế thì sẽ khống chế được. Tình yêu đến có là ông trời cũng không cản được, cũng không trách người ta được. Tân Uẩn chu mỏ, cứ trách anh ta. Ngẩn ra một lát Tân Uẩn mới đỏ hết mặt, thẹn thùng nói: "Ba, ba nói gì thế? Tình yêu tình báo gì chứ? Con còn lâu mới yêu cái đồ cao lớn thô kệch ngu ngốc kia." Thế hả? Vậy hai hôm nữa cậu ta lại đến, con đừng có nhìn người ta nhé. Giang Sách còn đến nữa ạ? À? ánh mắt tân uẩn lóe lên một cái nhưng lại ý thức được mình không nên phản ứng như vậy liền cúi đầu xuống tân tử dân cười ha ha yên tâm cậu ta sẽ quay lại nhanh thôi đơn giản lắm hôm nay cậu ta vẫn chưa học được hết mọi thứ ba cố ý để phần quan trọng nhất lại chưa nói sau khi về nhà cậu ta sẽ nghĩ không ra thế chẳng phải là phải quay lại hỏi lần nữa à tân uẩn bó tay lắc đầu nói ba ba cũng ác thật đấy ác hả thế về sau có gì ba nói thẳng ra hết, để cậu ta học liền một mạch hết sạch luôn, khỏi phải để cậu ta đến lần nữa nhé. Hừ, không thèm nói chuyện với ba nữa. Tân Uẩn quay mặt đi. mươi 363, nghe không giống như đây là tên người. Tân Tử Dân cười nói, à đúng rồi, mấy hôm này ba có việc phải đi khỏi khu Giang Nam, lần sau Giang sách đến con dạy anh ta thay ba. Con a khuôn mặt Tân Uẩn đỏ hồng, trong lòng vui vẻ ở bên kia. Giang sách gọi một chiếc taxi về nhà, xe vừa đi được nửa đường, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng nổ định tại. Bum! Sau đó liền nhìn thấy ở khoảng 100 mét phía trước, một tòa cao ốc bốc lửa cháy rừng. Rực! Vụ cháy ban đầu chỉ ở trong tầng 3, mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã liếm lên trên, cả tòa cao ốc mười mấy tầng đều bị ngọn lửa bao trùm. Tiếng kêu gào, tiếng khóc, tiếng thét không ngừng vang lên bên tai nhìn thế này có lẽ là do nổ bình ga mới dẫn đến đám cháy lớn như vậy được. Giang sách nhíu mày, ném một trăm tệ cho lái xe, không cần trả lại. Sau đó anh xuống xe, lao về phía lửa cháy hừng hực hỗ trợ cứu người. Hiện trường loạn cào cào, lính cứu hỏa đã nhanh chóng tới nơi, dốc toàn lực dập lửa, không ngừng có người được đưa ra. Bọn họ đều bị lửa thiêu bỏng, nằm la liệt trên mặt đất. Xe cứu thương cũng đã tới, gấp rút đưa người đi nhưng thật sự quá đông người, căn bản là đưa đi không xuể, có thể thấy nhiều người sắp mất mạng vì không được cứu chữa kịp thời. Giang sách cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế rút kim châm ra, bắt đầu chữa trị cho từng người một. Không cần chữa trị khỏi hoàn toàn, chỉ cần cứu chữa vết thương bọn họ ổn lại, có thể kiên trì đến khi được đưa tới bệnh viện là được. Ban đầu còn có người sợ giang sách làm loạn, tiến lên ngăn cản, nhưng đến khi thấy giang sách thành công cứu chữa được vết thương cho mấy người, mọi người cũng dần yên tâm với giang sách. Nhưng, chỉ có một mình giang sách thì không đủ. Người bị thương quả thực quả nhiều, kể cả hành động của giang sách có nhanh hơn đi chăng nữa cũng không thể cứu được nhiều người như thế này trong một thời gian ngắn được. Lúc này, một người đàn ông mặt mũi trắng nhợt, thân hình gầy gò bước xuống khỏi một chiếc xe đỗ cạnh đó, cởi áo ngoài xuống, sách theo một chiếc hộp cấp cứu đi đến hiện trường. Nhìn anh ta chắc có lẽ là một bác sĩ. Chẳng qua là bác sĩ này cũng quá gây rồi, nhìn cứ như thể suy dinh dưỡng, hơn nữa còn ho không dứt, bộ dạng như con gà bệnh lâu năm. Giang sách thậm chí còn lo lắng anh ta chưa chữa khỏi được cho mọi người thì mình đã chết trước mất rồi. Nhưng thực tế lại hơi khác với những gì giang sách. Y thuật của người đàn ông này khá lợi hại, động tác tay chân còn nhanh hơn cả giang sách, chỉ trong mười mấy giây đã cứu vết thương của một người ổn định. Cầm máu, băng bó đến xuất thần nhập hóa, thủ pháp khiến cho giang sách nhìn thấy phải trầm trồ kinh ngạc phải nói là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất mà Giang Sách từng gặp. Người đàn ông ngước đầu lên nhìn Giang Sách một cái, mỉm cười gật gật đầu, không nói gì chỉ tiếp tục giúp người bị thương. Có sự giúp đỡ của một vị thần y như thế, tình hình hiện trường liền nhanh chóng ổn định. Sau hơn một giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, người bị thương ở hiện trường cũng đều được đưa đến bệnh viện. Giang sách và người đàn ông cùng ngồi xuống bồn hoa ven đường. Thể chất của giang sách rất tốt, một chút mệt nhọc này cũng không là gì so với anh. Nhưng người đàn ông kia thì mệt đến thở không ra hơi, ho khan càng nặng hơn. Ông bạn, hình như bệnh của anh cũng rất nặng, Giang sách chủ động bắt chuyện. Bệnh vặt cố thôi, người đàn ông cười nói, sau đó nuốt mấy viên thuốc, chờ đến khi đỡ ho, anh ta mới nói, nhìn thủ pháp của anh, tôi đoán chắc anh xuất thân từ phòng khám nhà họ Tân nhỉ. Giang sách ngạc nhiên, người này không chỉ có y thuật cao siêu mà nhãn lực cũng tương đối mạnh, vậy mà có thể liếc mắt nhìn ra mình từ sự môn nào. Đúng vậy, Giang Sách không phủ nhận. Người đàn ông hỏi, không biết anh tên họ là gì. Giang Sách, Giang Sách, tên hay. Nếu như tôi cũng có cái tên vang dội như vậy chắc sẽ không đến mức một thân bệnh tật thể này, người đàn ông tự diễu. Giang Sách hỏi, không biết phải xưng hô với anh thế nào. Tôi á, ha, anh cứ gọi tôi là, khô lâu, là được. Khô lâu. Nghe không giống như đây là tên người. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, gầy như da bọc xương, đúng thật là không khác gì một bộ xương khô. Nói chuyện phiếm vài câu, người đàn ông đứng dậy chắp tay, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Anh Giang, sau này có duyên gặp lại. Chương 364, đúng là chuyện hoang đường. Anh ta vừa vào đến sân, quản gia đã đến mở cửa nói, cậu chủ, ngài Tôn và ngài Tây Môn đang chờ cậu ở phòng khách. Ngài Tôn Ngài Tây Môn. Khô Lâu lập tức đã biết người đến là ai, nhíu chặt lông mày, cực kỳ không vui. Bảo bọn họ đi đi. Quản gia hơi khó xử, cậu chủ, hôm nay hình như ngài Tôn có chuẩn bị mà đến, nhất định muốn gặp được cậu, nếu không gặp được chắc chắn không đi. Hừ. Khô Lâu vẩy tay áo, nhấc chân đi vào sân, đi qua một hành lang dài đến phòng khách. Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy hai người Tôn Vĩnh Trinh và Tây Môn Tuấn đang ngồi trên sofa vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Khô Lâu lạnh mặt đi đến, chỗ này không chào đón các người, mời về. Tôn Vĩnh Trinh đã chuẩn bị từ sớm, biết chắc Khô Lâu nhìn thấy bọn họ sẽ không vui vẻ gì nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ dập điếu thuốc đi. Hắn ta cười nói, tại Ngôn, hai anh em chúng ta khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, sao lại vội vã đuổi anh của em đi như thế? Anh tôi, anh còn dám nói mình là anh tôi ư? Nhà tôi không chào đón anh, anh đi đi rõ ràng giữa tôn tại ngôn và tôn vĩnh trinh có mâu thuẫn cực kỳ sâu đậm. Anh em ruột mà có thể bất hòa đến vậy, mâu thuẫn kiểu này có thể đoán ra được. Nhưng tôn vĩnh trinh cũng không vội, hắn ta bình thản nói, được rồi được rồi, đừng có vừa gặp mặt đã đòi chém đòi giết. Hai chúng ta dù sao cũng là anh em ruột, có cần thế không? Tôi cũng không muốn lòng vòng với chú, nói luôn với chú, hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ chủ xuống núi, giúp tôi diệt trừ một người. Tôn tại ngôn nghe thấy thế liền cười lớn. Anh còn có mặt mũi bảo tôi làm việc cho anh ư. Anh quên là năm đó đã đối xử với tôi thế nào hả? À? Gặp không ít người vô sỉ nhưng cũng không thấy ai vô sỉ như anh. Tôi không có loại anh trai như anh. Anh cút đi cho tôi, đừng có ở đây làm bẩn mắt tôi. Tôn Vĩnh Trinh lắc đầu, em trai à, thật ra chuyện năm đó không thể trách tôi. Nếu có trách cũng phải trách người cha đã xuống mổ từ sớm kia kìa là ông ta cật lực ngăn cản chủ chứ không phải tôi. Ha ha, nếu như không phải anh bán đứng tối, âm thầm nói chuyện đó cho ông ta thì tôi có đến bước đường như ngày hôm nay sao? Tôn Vĩnh Trinh hừ lạnh, đúng là tôi tiết lộ, nhưng không phải là vì tốt cho chú sao? Đường đường là con cháu nhà họ Tôn mà lại đi dây dưa với một người phụ nữ bán thân còn ra thể thống gì? Bầu không khí trong phòng khách liền trở nên ngượng ngập. Đại khái là 6 năm trước, khi đó nhà họ Tôn vẫn còn là do cha của bọn họ Tôn Trình nắm quyền. Tôn Trình đã già, cơ thể cũng không tốt nữa nên liền muốn truyền lại vị trí chủ nhà cho một trong hai đứa con. Con trai lớn Tôn Vĩnh Trinh làm việc quyết đoán, kết giao nhiều bạn tốt, nhưng làm người quá tàn nhẫn, tâm tư ác độc, hơn nữa còn dễ dàng lung lay, rất dễ bị người khác gài bẫy. Con trai thứ tồn tại ngôn học y từ nước ngoài trở về, không chỉ có tài nghệ y thuật cao siêu mà càng đáng quý hơn là có một cái đầu khôn khéo, cực kỳ giỏi bày mưu tính kế. Nhà họ Tôn có thể phát triển đến quy mô lúc ấy có thể nói là không thể không kể đến mưu kế của Tôn Tại Ngôn. Tôn Tại Ngôn liền được gọi là người có đầu óc nhất khu giang nam. Sau một hồi so sánh, Tôn Trình đương nhiên là coi trọng con trai thứ hai Tôn Tại Ngôn hơn, muốn truyền lại vị trí cho anh ta. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôn Tại Ngôn đi chơi quán bar với bạn bè rồi yêu một vũ nữ tiểu điệp. Kết giao lâu ngày tôn tử ngôn chìm đắm trong bể tình, muốn cưới tiểu điệp về nhà. Nhưng chuyện như thế này làm sao tôn trình đồng ý cho được? Con cái của một thế gia lại đi cưới một vũ nữ. Đúng là chuyện hoang đường. Bình thường chơi bời thế nào thì chơi, nhưng muốn yêu đương hẳn hoi, cưới gả vào nhà thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôn Trình hoàn toàn không đồng ý chuyện hôn sự này. Vì thế, hai cha con cãi nhau đùng đùng. Tồn tại ngôn đã chìm đắm vào tình yêu, nếu ba mình đã không đồng ý vậy thì anh ta quyết định đưa tiểu điệp cao chạy xa bay, chính là bỏ trốn. Vì lúc đó tồn tại ngôn bị người nhà quản thúc rất kỹ nên nếu muốn bỏ trốn nhất định phải tìm người trợ giúp. Vì vậy, anh ta liền tìm đến người anh đã lớn lên cùng mình, Tôn Vĩnh Trinh. Ngoài mặt Tôn Vĩnh Trinh đồng ý nhưng lại âm thầm kể chuyện tồn tại ngôn muốn bỏ trốn cho Tôn Trình nghe. Kết quả là đêm đó, Tôn Tại Ngôn và Tiểu Điệp định bỏ trốn bị bắt tại trận. Tôn tại ngôn bị lôi vào từ đường đánh cho một trận, cũng từ đó trở đi mắc bệnh nặng, đến tận bây giờ cơ thể vẫn chưa khỏe lại. Còn tiểu điệp bị tôn trình sai người đưa đi. Còn đưa đi đâu, chẳng ai biết cả. chương 365, có phải hy sinh ai anh ta cũng đều đồng ý. Sau chuyện đó, tôn trình hoàn toàn thất vọng về tôn tại ngôn, hận luyện sắt không thành thép, trong lúc tức giận liền truyền vị trí chủ nhà cho con trai cả tôn Vĩnh Trinh. Rồi không đầy hai tháng sau, tôn trình thức đến nghẹn học, cứ thế tức chết. Tôn tại ngôn cũng rời khỏi nhà họ tôn từ đó, nhiều năm rồi đều không có liên hệ gì với nhà họ tôn nữa, dựa vào y thuật tinh xảo tự nuôi sống mình. Vốn nghĩ rằng cả đời này tôn tại ngôn và tôn vĩnh trinh cũng sẽ không gặp lại, ai mà biết được tôn vĩnh trinh lại chủ động tìm tới tôn tại ngôn. Chỉ bởi tôn vĩnh trinh biết. Nếu nói trên đời này có người có thể đánh bại giang sách thì người đó chỉ có thể là người em trai tôn tại ngôn thông minh tuyệt đỉnh này mà thôi thật ra năm đó nếu không phải tôn vĩnh trinh tiết lộ, tôn tại ngôn cũng sẽ không thua. Tôn tại ngôn tin nhầm anh trai, chuyện này đã định, có lẽ cả đời này cũng không bỏ qua được. Những người có mặt ở đây cơ bản đều biết chuyện giữa hai anh em bọn họ, vì vậy mọi người cũng không dám tùy tiện nói gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tôn tại ngôn nói, tôn vĩnh trinh, anh bất lời ngon ý ngọt trước mặt tôi, năm đó vì sao anh bán đứng tối, trong lòng tôi rõ mười mươi rõ ràng là anh sợ tội cướp mất vị trí chủ nhà họ tôn của anh nên mới cố ý tiết lộ chuyện bỏ. Trốn! Thật ra anh cần gì phải làm thế? Tôi và Tiểu Điệp đi rồi, vị trí chủ nhà chẳng phải nắm chắc. Trong tay anh rồi sao? Tôn Vĩnh Trinh, anh làm cũng hay lắm. Hôm nay còn dám vác mặt đến cầu xin tôi làm việc cho anh. Ha ha, sao ra mặt anh lại dày đến thế được nhỉ? Tôn Vĩnh Trinh thở dài, được thôi, tôi biết kiểu gì hai chúng ta cũng không nói chuyện đàng hoàng được, có nói nữa cũng phí lời. Đương nhiên, thế nên anh đi được rồi. Nhưng Tôn Vĩnh Trinh không vội đứng dậy mà hời hợt nói, tôi cũng không phí lời với chú nữa, giữa hai chúng ta cũng không có cái gọi là tình anh em, vậy thì dứt khoát một chút, trao đổi lợi ích đi. Chú giúp tối diệt trừ một người, tôi cho chủ thẻ chủ muốn. Tôn tại ngôn cười lớn, thứ tôi muốn, lòng tôi đã chết từ lâu rồi, cơ thể cũng không thể hồi phục được, tôi còn muốn cái gì tôi chỉ muốn chết vậy sao chú vẫn còn chưa chết thế lời nói của tôn vĩnh trinh đâm thẳng vào trong lòng tôn tại ngôn bao nhiêu năm qua tôn tại ngôn vô số lần nghĩ đến cái chết nhưng nguyên nhân duy nhất khiến anh ta không muốn chết đi chỉ có một tiểu điệp đời này của anh ta anh ta vẫn muốn gặp lại tiểu điệp một lần nữa tôn tại ngôn không muốn chết nguyên nhân duy nhất chính là muốn gặp lại tiểu diệp dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được vì vậy, anh ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực để tìm tung tích của tiểu Diệp. Tìm kiếm lâu như vậy gần như không có kết quả gì, tất cả mọi nỗ lực đầu công cốc. Phải biết là Tôn Trình đã sớm phòng bị Tôn Tại Ngôn nên lúc đó mới tốn công phí sức đưa người đi. Tôn Tại Ngôn có thông minh hơn nữa, có vắt óc nghĩ cũng không tìm được bất cứ manh mối. Gì? Đó là cái gai nhức nhối trong lòng anh ta. Tôn Vĩnh Trinh biết nỗi khổ của anh ta, cười nói, tôi biết mục đích chú sống là gì chúng ta giao dịch với nhau đi, chỉ cần chú giúp tôi giải quyết một người, tôi sẽ nói cho chú biết tiểu điệp bị đưa đến đâu, bây giờ ra sao. Gì cơ? Tôn tại ngôn kinh ngạc, anh đừng có ở đây nói vớ vẩn. Năm đó lúc tôn trình đưa người đi căn bản không có lấy nửa phần tin tức lộ ra, làm sao anh biết được. Tôn Vĩnh Trinh nhún vai, vốn dĩ tôi cũng không biết, nhưng từ khi tôi lên làm chủ nhà, có thể xem xét được tất cả các mệnh lệnh thì đã phát hiện ra một mệnh lệnh cực kỳ lạ, chính là mệnh lệnh do ba phát xuống vào đêm đó. Hơn nữa người thi hành mệnh lệnh còn là tâm phúc của ba, từ sau khi rời đi đến giờ vẫn chưa từng quay về. Vậy nên, chú cảm thấy mệnh lệnh này với tiểu điệp có quan hệ gì? Đã nói đến nước này, ai cũng biết đó chính là mệnh lệnh đưa tiểu điệp đi. Trong lòng tồn tại ngôn chấn động kịch liệt. Tiểu điệp, vẫn còn có thể gặp lại tiểu điệp sao? Anh ta nghiến răng, nỗi nhớ nhung tiểu điệp hoàn toàn chiếm lấy trái tim. Lý trí cái gì đều biến hết. Anh ta hỏi, nói đi, muốn tôi giải quyết ai? Tôn Vĩnh Trinh thở phào một hơi, đây là đã đồng ý giao dịch với hắn ta rồi. Hắn ta lập tức lấy ra một bức ảnh đưa cho Tôn Tại Ngôn. Tôi muốn chủ diệt trừ người đàn ông trên tấm ảnh này. Giang sách. Tôn Tại Ngôn nhận lấy tấm ảnh, cả người đều ngây ra, tự lẩm bẩm, là anh ta. Ban ngày vẫn còn cùng nhau cứu người, không ngờ ngoảnh qua ngoảnh lại lại phải tiêu diệt anh ta vận mệnh đúng là biết trêu ngươi. Thế nhưng vì được gặp mặt tiểu điệp lần cuối, có phải hy sinh ai anh ta cũng đều đồng ý. Được, tôi đồng ý với anh." Tôn Tại ngôn nhận lời. Chương 366, em nói không phải cái này." Tôn Vĩnh Trinh cũng hài lòng gật đầu. Mẹ nó, bị tên nhóc giang sách kia chèn ép lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội chuyển mình rồi. Công ty giải trí Ức Mạch, khoa học công nghệ tầm mộng, tôi muốn hủy hoại tất cả chúng nó. Sắc trời ngả tối, giang sách xuống xe taxi, bước chậm rãi về nhà. Còn chưa vào đến nhà đã nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên đang ở trong bãi đỗ xe lầm rầm gì đó, gì rầm gì rầm như đang mắng chửi cái gì. Giang sách bước đến hỏi, sao thế? Đinh Mộng Nhiên chống nạnh, chỉ chỉ cái xe, còn không phải tại cái xe nát này à? Lần trước vừa mới sửa được mấy ngày đã hỏng, cứ hỏng rồi sửa, sửa lại hỏng là cái trò mèo gì? Giang sách gật đầu, hay là đổi một chiếc xe khác? Đổi xe khác, lấy đâu ra tiền chứ? Giang sách sờ miếng ngọc bội Lâm Gia Vinh cho trong túi áo, mỉm cười nói với Mộng Nhiên, vừa đúng lúc anh có một tấm thẻ giảm giá khách hàng cho, mua xe được giảm giá 20% thì phải, hay là chúng ta gom góp một chút, mua một chiếc đi? 20% Đinh Mộng Nhiên là một phụ nữ đúng chuẩn, vừa nghe thấy hai chữ, giảm giá, mắt đã sáng lên không quan tâm thân phận cao quý đến đâu cũng không quan tâm học vấn cao ra sao tu dưỡng tốt đến đâu chỉ cần là con gái đều không có sức phản kháng đối với hai chữ giảm giá đinh mộng nghiên nhìn con xe cũ của mình rồi lại nghĩ ngẫm chuyện giảm giá nếu mà không dùng đến thẻ thì cũng tiếc dù sao xe nhà mình cũng hỏng rồi không bằng nhân cơ hội mua chiếc mới luôn đi nhưng mà xe mới cần bao nhiêu tiền nhỉ giang sách phất tay chuyện này em không cần lo gần đây anh có tiết kiệm tiền tính thử thấy chắc là cũng đủ rồi. Thật hả? Vậy lần này là anh bỏ tiền nha. Dáng vẻ thiếu nữ tinh nghịch của Đinh Mộng Nhiên làm giang sách nhìn mà trong lòng cũng vui vẻ theo. Anh bỏ tiền, hứa với em luôn đó. Hai người đã hẹn xong. Sáng sớm hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa reo, Đinh Mộng Nhiên đã dậy sớm đánh răng rửa mặt. Bình thường có mê ngủ nướng đến thế mà hôm nay lại tích cực quá trời. Chỉ vì hôm nay đi mua xe giảm giá, Cô kéo Giang Sách ra khỏi ổ chăn, chủ động giúp anh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, thậm chí còn đút cho anh ăn bữa sáng sau đó liền đi mua xe. Sau khi xuống xe, đến cửa hàng 4S, Đinh Mộng Nghiên nhìn đến tròn mắt. Cô nhìn từng chiếc xe bóng loáng xịn sò trước mắt, nuốt nước bọt hỏi dò, "Giang Sách, đây là xe anh muốn đưa em đi mua đó hả?" Giang Sách nhìn địa chỉ, gật đầu nói, "Không sai, chính là chỗ này." "Sao thế, chế xe chưa đủ tốt à?" Ha ha, khôn phải là không đủ tốt mà là quá tốt rồi. Tất cả xe ở đây đều là siêu xe, nhìn một loạt toàn Ferrari. Tối qua Giang Sách nói anh đã tiết kiệm đủ tiền mua xe, Đinh Mộng Nghiện nghĩ là mỗi tháng Giang Sách để được 8.000 tệ, vậy thì gom mấy tháng nhiều nhất là mười mấy nghìn tệ. Chắc cũng chỉ có thể mua được mấy loại xe thường thường bậc trung thôi. Kết quả anh lại đưa cô đến cửa hàng xe Ferrari, làm gì đây? Mua Ferrari sao? lương tháng 8.000 đi mua Ferrari. Xin đó, anh mở mắt ra nhìn xem, mỗi chiếc xe chỗ này giá cũng phải hàng triệu tệ. Chiếc nào đắt còn mấy chục triệu, lương tháng 8.000 của anh tiết kiệm bao nhiêu năm mới đủ mua. Một cái lốp xe, đinh mộng nhiên để chán, giang sách, anh xác định là không phải đang đùa em đấy chứ. Giang sách mặt mày nghiêm túc nói, không đùa em mà, uy tín của bạn anh cũng không tệ, chiếc thẻ giảm giá này chắc chắn dùng được. Em nói không phải cái này. Đinh Mộng Nhiên ghé tai Giang Sách nói nhỏ, xe ở đây đắt quá, kể cả có giảm giá 20% cũng vượt xa khả năng chi trả của chúng ta. Thôi bỏ đi, chúng ta đi mua một chiếc pho gì đó dùng tạm là được rồi. Cô hoàn toàn không tin là Giang Sách có thể mua được chiếc xe đắt tiền như thế này, kéo lấy Giang Sách định đi. Lúc này, một đôi nam nữ ở cửa bước vào, vừa đúng lúc gặp phải hai người Đinh Mộng Nhiên. Hai bên nhìn nhau một cái rồi cùng sửng sốt. Mộng Nhiên, Chí Mỹ người vừa đến kia là bạn cùng phòng thời đại học của Đinh Mộng Nhiên Hạ Chí Mỹ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay hai người gần như đã mất liên lạc, chưa từng nói chuyện lại. Không ngờ rằng lại gặp lại nhau ở đây. Người vừa đến kia là bạn cùng phòng thời đại học của Đinh Mộng Nhiên Hạ Chí Mỹ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay hai người gần như đã mất liên lạc, chưa từng nói chuyện lại. Không ngờ rằng lại gặp lại nhau ở đây. Trên mặt hai người đều là nụ cười giả lả. Ngoài mặt là bạn học cố gặp lại nhau vui vẻ, nhưng thực tế lại rất chán ghét đối phương, nếu không cũng không đến mức tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với nhau. Chương 367, cuối cùng đành phải bỏ mặc chuyện này. Đinh Mộng nhiên quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Chí Mỹ, lại sửng sốt thêm lần nữa. Bởi vì người đàn ông này đã từng theo đuổi cô điên cuồng. Người đàn ông trước mặt cô tên là Dương Quang, từng là phó chủ tịch hội sinh viên khi còn học đại học lúc đó dương quang không chỉ đẹp trai thành thích học tập xuất sắc mà trên phương diện thể thao cũng cực kỳ ưu tú gia đình lại giàu có một chàng trai với điều kiện hoàn hảo về mọi mặt như vậy nghiễm nhiên trở thành bạch mã hoàng tử của tất cả các cô gái trong trường đương nhiên các cô gái bình thường không hề xứng với anh ta lúc ấy người có thể khiến dương quang rung động chỉ có hoa khôi duy nhất được cả trường công nhận chính là đinh mộng nghiên vẻ đẹp của đinh mộng nghiên đã chinh phục tất cả nam sinh trong trường đương nhiên cũng chinh phục được cả dương quang dương quang đã chủ động viết thư tình cho đinh mộng nhiên thậm chí còn chủ động rủ cô đi ăn tối và xem phim thậm chí còn vận động người trong hội sinh viên giúp đỡ tất cả các phương pháp có thể sử dụng đều đã được dùng hết kết quả là tốn công vô ích đinh mộng nhiên không hề thích dương quang nói cách khác đinh mộng nhiên không hề có hứng thú với tình yêu khi đó đinh mộng nhiên vẫn chưa biết gì về tình yêu đối với mấy bạn nam vẫn còn cảm thấy sợ hãi và kháng cự khi phải đối mặt với sự theo đuổi mãnh liệt, chẳng những Đinh Mộng Nghiên không cảm động mà còn phản kháng nhiều hơn. Cuối cùng đành phải bỏ mặc chuyện này. Ai có thể nghĩ rằng nhiều năm sau, người đàn ông đã từng theo đuổi mình lại lập bạn cùng phòng của mình chứ? Thật ra Hạ Chí Mỹ cũng khá đẹp, nhưng vẫn bị lu mờ khi đứng trước Đinh Mộng Nghiên. Lúc trước khi Dương Quang theo đuổi Đinh Mộng Nghiên, Hạ Chí Mỹ vẫn luôn không ngừng lấy lòng Dương Quang, kết quả đúng là đã cô ta đã thành công rồi điều này cũng nhờ vào sự trợ giúp của Đinh Mộng Nghiên. Nếu không phải vì Đinh Mộng Nhiên không thèm ngó ngàng gì đến Dương Quang thì anh ta sẽ không tạm thời lui về, sau đó để ý đến Hạ Chí Mỹ. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà cả Dương Quang và Hạ Chí Mỹ đều canh cánh trong lòng với Đinh Mộng Nhiên. Dương Quang căm giận cô ngày đó đã phất lờ mình, trong khi Hạ Chí Mỹ chỉ có duy nhất một chuyện là ghen tị với vẻ đẹp của Đinh Mộng Nghiên. Gặp lại sau nhiều năm, Hạ Chí Mỹ cố ý kéo cánh tay của Dương Quang, giọng điệu kỳ quặc nói mộng nhiên thật là trùng hợp đó nha vô tình gặp cậu ở đây sao hả cậu cũng đến đây mua xe à ừm tôi đinh mộng nhiên còn chưa kịp nói xong giang sách đã lên tiếng đúng vậy chúng tôi cũng tới mua xe lúc này hạ chí mỹ mới chú ý đến giang sách sau khi đánh giá anh từ đầu đến chân thì mỉm cười mộng nhiên vị này chắc không phải là đinh mộng nhiên rất hào phóng nắm lấy cánh tay của giang sách đúng vậy anh ấy là ông xã của tôi, Giang Sách. Hạ Chí Mỹ phì cười. Chật chật chật, mộng nghiên à mộng nghiên, cậu thử nói coi ngày trước cậu là hoa khôi giảng đường, trong trường có bao nhiêu người đẹp trai giàu có theo đuổi hả? Kết quả cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một con dế nhũi như vậy. Quần áo của anh ta đang mặc chắc, không quá 200 tệ đúng chứ? Dương Quang cũng cười, lắc đầu nói, mộng nghiên, lúc trước cô cứ mãi từ chối tôi, Tôi còn tưởng rằng bởi vì tôi không xứng với cô, có lẽ một người đàn ông tốt hơn tôi đang theo đuổi cô nữa chứ. Cuối cùng, cô lại chọn một thứ như vậy à? Xem ra không phải nguyên nhân do tôi mà do khẩu vị của cô có vấn đề nhỉ. Hai người kẻ sướng người họa, Miệt thị Đinh Mộng Nghiên bằng những lời lẽ cay độc. Đinh Mộng Nghiên nghiến răng, muốn phản bác nhưng cô lại không biết nói thế nào. Tuy rằng Giang Sách đối xử với cô rất tốt, nhưng phải công nhận rằng anh rất nghèo. Một tháng lương có tầm ngàn tệ sao có thể so sánh với gia cảnh giàu có của Dương Quang được chứ? Lúc này, chỉ nghe thấy Giang Sách nói bằng giọng điệu rất bình thản, hai người, một người là hàng hóa kém chất lượng mà Mộng Nhiên không cần một người là sản phẩm cấp thấp không thể so sánh với Mộng Nhiên. Hàng hóa kém chất lượng và sản phẩm cấp thấp thật xứng đôi. Phi, Đinh Mộng Nhiên bật cười, cảm giác buồn bực vừa rồi cũng được giải tỏa. Cô không nhận ra giang sách bí ẩn như vậy nhưng khi mắng người cũng thật châm biếm. Đúng vậy, dương quang theo đuổi đinh mộng nhiên và bị ruồng bỏ thì không phải chỉ là một hàng hóa kém chất lượng thôi sao hạ chí mỹ còn không bằng đinh mộng nhiên cô ta chỉ là sự lựa chọn sau cùng của dương quang không phải sản phẩm cấp thấp thì là gì những lời nhận xét của giang sách thực sự khiến người ta bị tổn thương đến tận cùng luôn hạ chí mỹ tức giận dậm chân bình bịch ông xã anh có nghe thấy gì chưa em mặc kệ anh mau chút giận cho em đi dương quang lại càng tức giận đến mức sôi máu anh ta nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Chí Mỹ ra rồi đi về phía Giang Sách. Bởi vì Dương Quang có năng khiếu xuất sắc trên lĩnh vực thể thao, hơn nữa bình thường cũng ham mê tập luyện nên thể lực của anh ta vượt xa hơn người thường, chiều cao cũng hơn Giang Sách nửa cái đầu. Chương 368, anh mau buông chồng tôi ra. Vì vậy, anh ta hoàn toàn không coi Giang Sách ra gì. Anh ta bước đến trước mặt Giang Sách và câu đầu tiên mà anh ta nói chính là, tránh xa mộng nghiên ra, anh mới là đồ rác rưởi anh không xứng đứng chung một chỗ với mộng nghiên ha ha vợ chồng người ta có xứng đôi vừa lứa hay không còn cần một người ngoài chõ mõm vào hay sao giang sách không nói gì chỉ siết chặt bàn tay đinh mộng nghiên càng dính sát vào nhau thêm thân mật hành động như vậy càng chọc giận dương quang hơn anh ta chỉ vào mặt giang sách tôi không phải là người thích bạo lực nhưng nếu anh buộc tôi phải làm điều đó thì tôi sẽ không khách sáo nhóc con tôi cảnh cáo anh lần cuối cắt xéo ra khỏi mộng nghiên và quỳ xuống xin lỗi vợ tôi thì tôi sẽ tha thứ cho những gì anh vừa nói. Giang sách không những không xin lỗi, ngược lại còn đưa tay ra quạt quạt trước mũi, sau đó quay sang nhìn đinh mộng nghiên hỏi, không biết tại sao mà không khí lại đột nhiên nặng. Mùi thế nhỉ, giống như có ai đã đánh rắm trước mặt anh vậy đó. Cũng không biết họ là ai, sao lại không có đạo đức như vậy chứ. Dương Quang siết chặt nắm đấm. Được, tốt lắm, anh đã chọc giận tôi thành công rồi đó. Hễ ai chọc giận tôi thì chỉ có một kết cục. A, à, ối. Dương Quang chưa kịp dứt lời thì nhanh như chớp, bàn tay của Giang Sách đã nắm chặt nắm đấm của Dương Quang rồi anh bóp mạnh. Giống như là một cái máy nghiền đá nghiền nắm đấm của Dương Quang nghe răng rắc, như thể xương cốt đều tan nát. Giang Sách lạnh lùng hỏi, người chọc giận anh có kết cục là gì vậy? Sao Dương Quang có thể nói nên lời được nữa chứ? Toàn thân đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, bị Giang Sách siết chặt tay đến mức quỳ xuống mặt đất mà kêu gào loạn xạ. Hạ Chí Mỹ vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ta thấy chồng mình bị đau đến mức như vậy. Không ngờ rằng nhìn Giang Sách ngớ ngẩn như thế mà lại có bàn tay khỏe đến vậy. Anh mau buông chồng tôi ra." Hạ Chí Mỹ lao vào cắn Giang Sách, nhưng Giang Sách đã đẩy Dương Quang về phía Hạ Chí Mỹ, kết quả hai người họ đập thẳng vào nhau rồi ngã lăn quay ra đất. Cảnh tượng thật xấu hổ sự việc ồn ào đến mức quản lý của ferrari bị kinh động phải vội vã chạy ra ngoài xem xét tình hình cộng sau khi thấy vợ chồng dương quang đang ngã trên mặt đất quản lý vội vàng chạy lại để đỡ họ lên và không ngừng hỏi về tình trạng thương tích như thế nào dương quang là khách hàng lớn của họ và không thể làm mất lòng anh ta được dương quang chỉ vào giang sách và nói tên khốn này đánh tôi quản lý đuổi cổ anh ta ra ngoài cho tôi mau quản lý gật đầu và vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ đuổi Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên ra ngoài. Vài nhân viên bảo vệ đã đến bao vây Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên, và theo yêu cầu của quản lý nên họ làm động tác mời họ đi khỏi. Giang Sách đút hai tay vào túi quần, thờ ơ nói, sao hả, đều là khách mua xe mà lại phân biệt đối xử. Quản lý cười lớn, nhìn Giang Sách từ đầu đến chân nói, anh mua xe ư. Anh có biết xe ở đây bao nhiêu không? Một tháng lương của anh bao nhiêu mà cũng đòi mua xe ở đây hả?" Dương Quang đứng dậy, trợn mắt nhìn Giang Sách rồi bất ngờ nói, "Nếu anh ta đến đây mua xe thì cứ để anh ta vào xem đi." "Hả?" Hạ Chí Mỹ và quản lý đồng thời nhìn về phía Dương Quang, không hiểu sao anh ta lại thay đổi đột ngột như thế. Thật ra không phải bỗng nhiên Dương Quang rủ lòng thương hại mà anh ta chỉ muốn hoàn thành việc trả thù mà thôi. Nếu Giang Sách cứ thế mà bỏ đi, chẳng phải vừa rồi anh ta đã bị đánh vô ích sao? Nhưng nếu để Giang Sách đi vào thì Dương Quang còn có cách để chừng trị anh. Tuy rằng anh ta đánh không lại Giang Sách nhưng Dương Quang tự tin có thể dùng tiền để đè chết Giang Sách. Đàn ông so qua so lại chẳng phải là so xem ai nhiều tiền hơn à? Các nhân viên bảo vệ cũng lùi lại. Dương Quang và đám người Giang Sách cùng nhau bước vào cửa hàng 4S cùng ngắm nhìn những chiếc xe bên trong. Mỗi chiếc xe ở đây đều trông cực kỳ sang trọng nhìn vào giá thì cao khủng khiếp. Những người bình thường không thể mua nổi một chiếc xe đắt tiền như vậy. Ngay cả Dương Quang cũng phải khẽ cắn răng mới mua nổi. Đinh Mộng Nhiên vừa đi vừa choáng váng, xe hơi ở đây tốt thì tốt nhưng đắt quá, rõ ràng là không thể mua được, có gì đáng xem chứ. Sau khi đi dạo một vòng, chương 369, con mắt của cô thật là tinh tường. Dương Quang nhìn giang sách với vẻ khinh thường nói, đã xem xong rồi, mua một chiếc đi chứ mọi người có mặt tại đó đều bật cười mua lấy cái gì để mua chứ với mức lương bèo bọt của danh sách ngay cả mua một bộ quần áo tử tế còn không nổi chứ đừng nói đến một chiếc xe hơi sang trọng như ferrari quản lý còn cười khẩy anh à anh sẽ không nói rằng chỗ chúng tôi không có xe phù hợp với anh đó chứ cũng đúng một người như anh đây nên lái một chiếc cherry qq hay gì đó thì xứng đội hơn chứ chiếc ferrari thì đúng là không xứng với anh mặc dù những lời nói đầy mỉa mai, nhưng có vẻ đúng là như vậy. Đinh Mộng Nghiên thở dài, kéo tay Giang Sách nói, đi thôi. Giọng điệu của cô khá khó chịu. Lần này rốt cuộc Dương Quang cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhìn thấy người đã từng là nữ thần có cuộc sống nghèo khó thì anh ta lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ai bảo ngày trước từ chối tôi? Cho cô giả vờ cao ngạo lạnh lùng này. Bây giờ thì ngon rồi chứ, gả cho một tên vô dụng. Hối hận rồi hả? Tuy nhiên, Giang sách không có vẻ gì là muốn rời đi, thay vào đó, anh hỏi Đinh Mộng Nhiên, em có thích xe ở đây không? Đinh Mộng Nhiên sững sờ, hả? Giang sách nói, em thích cái nào, anh sẽ mua cho em. À, ah. Đinh Mộng Nhiên nói nhỏ, chiếc xe rẻ nhất ở đây cũng hơn 200 vạn. Lương của anh, đủ đó chứ? Giang sách cười đầy bí hiểm, em cứ việc lựa đi, chuyện thanh toán cứ để anh lo. Cũng không biết anh lấy sự tự tin đó ở đầu ra. Đinh Mộng Nghiên thở dài nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào một chiếc xe trông rất bình thường, lấy chiếc đó đi. Đó là chiếc xe có cấu hình thấp nhất trong toàn bộ nơi đây, cho dù là chế tác hay tay nghề đều hết sức bình thường. Đinh Mộng Nghiên nghĩ chiếc xe này ước tính hơn 100 vạn, thật sự giang sách không mua nổi thì cô cắn răng mua là được, cũng không thể để cho giang sách quá mất mặt. Nhưng cô không bao giờ ngờ tới là... Quản lý vỗ tay và cười lớn, quý cô đây thật sự có con mắt rất tinh tường, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây là chiếc xe thương hiệu của chúng tôi. Chiếc xe này trông có vẻ tầm thường nhưng thực tế chất liệu được sử dụng đều là loại đắt tiền nhất trong tất cả các loại xe, tính năng cũng mạnh nhất. Giá, 5.000 vạn. Toàn bộ mọi người có mặt đều im lặng. Không một tiếng động. Sau hơn 20 giây im lặng, Dương Quang và Hạ trí Mỹ ôm bụng bật cười. Được đó mộng nhiên, con mắt của cô thật là tinh tường. 5.000 vạn, chật chật chật, chỉ dựa vào số tiền của nhà mấy người thì có làm việc cả đời cũng không kiếm được 5.000 vạn, đúng chứ? Dương Quang lắc lắc đầu, Mộng Nhiên ơi là Mộng Nhiên, nếu không phải lúc trước cô không bị mù, lựa chọn gả cho tôi thì chẳng phải bây giờ cô muốn gì được nấy sao? Đáng tiếc, cuộc sống không có chữ nếu, cô hối hận cũng vô ích. Quản lý lại cố ý hỏi giang sách, thưa anh, anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? Trên mặt của Đinh Mộng Nhiên lộ rõ vẻ đã kết thúc rồi càng không muốn mất mặt thì lại càng mất mặt, chiếc xe 5 ngàn vạn, có bán giang sách cũng không mua nổi. Hay là thôi vậy? Đinh Mộng Nhiên kéo tay giang sách và chuẩn bị rời đi. Quẹt thẻ. Giọng nói không lớn, hai chữ đơn giản nhưng đã thu hút sự chú ý của mọi người với giang sách. Quẹt đờ. Quản lý nghi ngờ tại mình nghe nhầm nên lại hỏi cái gì? Tôi nói quẹt thẻ. Điều này có nghĩa là giang sách đã quyết định mua chiếc xe này anh thực sự có tiền để mua chiếc xe này ư? Ừ. Dương Quang không tin, mỉa mai nói, này đừng mạo xưng là trang hảo hán nữa, nếu làm không xong sẽ bị xét đánh đấy, biết không? Giang sách khẽ cười, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa qua cho người quản lý. Thẻ đây, 5 ngàn vạn phải không? Quẹt đi. Lần này đến lượt Dương Quang lúng túng. Người ta đã lấy thẻ ra rồi, nói quẹt là quẹt, xem ra chắc chắn là có tiền để mua chiếc Ferrari này rồi ban nãy Dương Quang còn luôn miệng xem thường người ta, bây giờ cảm thấy mặt hơi hơi đau rồi đó. Ông xã, Hạ Chí Mỹ cũng nhận ra tình hình không ổn, nếu Giang Sách thực sự mua chiếc xe chỉ giá 5.000 vạn kia thì chẳng phải vợ chồng họ sẽ mất mặt lắm sao? Dương Quang lập tức tiến lên nói, tôi mua chiếc xe này. Hử, mọi người lại dồn ánh mắt về phía Dương Quang, đây lại là cái gì nữa vậy? Ý của Dương Quang rất đơn giản, hôm nay bằng mọi giá cũng không được để giang sách quẹt thẻ thành công được. Một khi giang sách mua chiếc xe Ferrari 5.000 vạn đó thành công thì cái mặt mo này của Dương Quang sẽ không nhặt lên được nữa. Vì vậy, anh ta thà tự trả tiền mua chiếc xe đó còn hơn để giang sách mua. Bằng cách này, anh ta vẫn có cớ để nói rằng chiếc xe anh ta mua có giá trị hơn xe của bên kia, và anh ta cũng giàu hơn giang sách. Chắc chắn 5.000 vạn là số tiền không hề nhỏ đối với Dương Quang, nhưng anh ta cắn răng lấy hết toàn bộ gia tài ra để mua thì vẫn được. Đinh Mộng Nhiên không vui, cao mày nói, rõ ràng chúng tôi đã định mua chiếc xe này trước, dựa vào cái gì mà anh đòi mua trước. Dương Quang cười lớn, quản lý, anh muốn bán chiếc xe này cho ai? Quản lý nhìn giang sách rồi đến Dương Quang, ngay sau đó anh ta đã có phán đoán. Đương nhiên là bán cho cậu Dương rồi. Trường 370, tao phải giết mày. Đinh Mộng Nhiên căm hận giẫm chân dưới sàn, cô ghét nhất là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí này, hơn nữa hình như cô chẳng có cách nào để giải quyết cả. Đồng thời có Dương Quang mua rồi, chẳng phải giang sách khỏi phải tốn 5.000 vạn để mua xe hay sao? Đây cũng là lối thoát dành cho giang sách đúng không? Nghĩ đến đây, Đinh Mộng Nhiên quyết định bỏ qua, tạm thời nhẫn nhịn để xuống yên biển lặng, lùi một bước để thoải mái hơn, cứ quyết định vậy đi. Nhưng cô lại quên mất rằng chồng cô là người cầu toàn rõ ràng dành mạch trong mọi chuyện một khi anh đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải đi làm anh kiên định nói xếp hàng theo thứ tự trước sau nên chiếc xe mà chúng tôi nhìn chúng phải bán cho chúng tôi trước quản lý mỉm cười thì sao tôi bán xe cho ai còn cần anh lắm lời à anh nghĩ anh là ai tôi nói cho anh biết mọi chuyện ở đây đều do tôi quyết định tôi đã nói bán chiếc xe này cho cậu dương thì nhất định sẽ bán cho cậu dương anh là cái thá gì mà cũng dám ba hoa trước mặt tôi câu nói này thật khó nghe Ninh Mộng Nhiên liên tục kéo áo của Giang Sách, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Nhưng Giang Sách vẫn đứng im tại chỗ rồi đút tay vào trong túi áo, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh lục. Anh quơ quơ miếng ngọc bội trước mặt quản lý. Không biết bây giờ tôi có còn tư cách để mua chiếc xe này trước không? Chuyện này là quản lý chi nhánh của Ferrari khu vực Giang Nam, sao anh ta có thể không biết miếng ngọc bội này đại diện cho điều gì? Quản lý nhất thời sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, Dáng vẻ kiêu căng hống hách lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Anh ta không thể ngờ rằng, trong giang sách có vẻ quê mùa lại có thể sở hữu ngọc bội cao cấp nhất, nhưng đây là ngọc bội do Lâm Gia Vinh tổng đại diện của Ferrari ở trong nước tặng, người sở hữu ngọc bội này không giàu sang cũng phú quý, thân phận cực kỳ cao quý, hoàn toàn không phải là kiểu cậu ấm trong gia tộc nhỏ như Dương Quang có thể so bì. Quản lý cười lúng túng nói, "Anh Giang, tôi thật sự xin lỗi." tôi cảm thấy cực kỳ nhục nhã hổ thẹn với những lời mà tôi đã nói lúc trước anh mới là khách hàng cao quý nhất trong cửa hàng 4s của chúng tôi anh muốn mua mẫu xe nào cũng được hết hả giang sách hỏi vậy chiếc ferrari mà tôi nhìn chúng tất nhiên là của anh rồi hả không ai có thể cướp đi được thái độ của quản lý xoay 180 độ không cần giang sách lên tiếng đã giúp anh giải quyết nỗi lo về sau dương quang sửng sốt này anh đang nói gì thế sao anh lại bán chiếc xe này cho anh ta? Quản lý cười lúng túng, cậu Dương, thật ngại quá, đây vốn là nguyên tắc xếp hàng theo thứ tự trước sau, người ta nhìn chúng chiếc xe này trước, tất nhiên tôi phải bán cho người ta trước rồi. Hả, Dương Quang chỉ tay vào mũi anh ta, một quản lý bộ phận nhỏ nhoi như anh cũng dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi ư. Anh có tin tôi nói chuyện này cho lãnh đạo của anh biết không hả? anh có biết mất đi khách hàng cao quý như tôi sẽ tổn thất bao nhiêu cho cửa hàng của các anh không quản lý không thể tươi cười được nữa tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng với anh mà anh còn được đà lấn tới ư ừ. vậy thì đừng trách tôi không khách sáo anh ta cười khẩy nói thôi đi trong túi cậu chỉ có hai đồng bạc rách ngay cả họ của mình còn chẳng biết cậu nghĩ cậu làm sao có được số tiền kia chẳng phải là vì mẹ cậu ra ngoài bản thân đổi lấy à bản thân có mấy người ta cũng chẳng biết còn không cảm thấy xấu hổ tới chỗ tôi khoe khoang. Quản lý biết rất rõ lai lịch của Dương Quang nên nói thẳng gốc gác của anh ta lên, cảnh tượng thật sự cực kỳ khó coi. Anh, anh dám ăn nói như thế với tôi à? Tại sao tôi lại không được ăn nói như thế? Anh Giang mới là khách hàng cao quý nhất trong cửa hàng 4S của chúng tôi, còn cậu là cái thá gì, mau rửa mặt đi đồ ngu xuẩn. Tao phải giết mày. Chương 371, em kiểm tra xe mới thử xem. Dương Quang bị ép đến mức rũi tay ra định bóp cổ quản lý, ai dè lại bị ba bốn tên bảo vệ khiêng lên ném ra ngoài cửa chính ngay lập tức, ngay cả vợ hạ chí Mỹ của anh ta cũng bị đuổi ra khỏi cửa hàng 4S. Từ đầu đến cuối Dương Quang và Hạ Chí Mỹ đều không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lúc nãy quản lý còn cúi đầu khom lưng với bọn họ, nhưng trước mắt đã trở mặt không nhận người quen rồi. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định rằng, Dương Quang lại thua giang sách đánh không lại giang sách thì thôi đi, bây giờ ngay cả của cải, giao thiệp cũng thua giang sách nên trong lòng Dương Quang khó mà chấp nhận chuyện này. Mỗi người đàn ông đều muốn đắc ý một trận trước mặt người phụ nữ từng từ chối mình để và mạnh vào mặt cô, chứng tỏ năm đó cô đã lựa chọn sai lầm. Nhưng Giang Sách lại không cho anh ta cơ hội đó. Sau nhiều lần so tài, Giang Sách đã toàn thắng. Sự thật chứng minh, lựa chọn của Đinh Mộng Nhiên cực kỳ chính xác, đồng thời chứng minh Dương Quang hoàn toàn không xứng với Đinh Mộng Nhiên mà anh ta chỉ thích hợp với hàng thứ phẩm như Hạ Chí Mỹ. Trong cửa hàng 4S, Đinh Mộng Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Dương Quang lại bị khiêng ra ngoài? Tại sao Giang Sách lại trở thành khách hàng cao quý? Cô là ai? Đây là đâu? Cô chỉ biết một điều duy nhất, đó là Giang Sách thắng rồi, còn Dương Quang thì thất bại. Chê! Vậy là đủ rồi. Ninh Mộng Nhiên càng ôm chặt cánh tay của Giang Sách, trong lòng thầm vui như nở hoa, không ngờ chồng mình còn lợi hại hơn cậu ấm như Dương Quang. Cô rất vui mừng khi có thể gả cho người đàn ông như Giang Sách. Giang Sách cất ngọc bội đi rồi đưa thẻ ra thanh toán 5.000 vạn để lấy xe. Quản lý giải quyết mọi thủ tục một cách thỏa đáng, hơn nữa còn tặng phụ kiện cho xe, chẳng hề buông lỏng chút nào, thậm chí còn lo lắng Giang Sách không hài lòng mà giúp Giang Sách liệt kê ra hết những tình huống có thể xảy ra trong tương lai nếu có bất kỳ vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm anh ta. Quả thật còn săn sóc hơn mẹ già. Hai người lấy được xe rồi. Giang sách đưa chìa khóa cho Đinh Mộng Nhiên, em kiểm tra xe mới thử xem. Đinh Mộng Nhiên hơi thẫn thờ nhìn chìa khóa xe Ferrari, anh bỏ ra 5.000 vạn để mua một chiếc xe. Liệu có xa xỉ quá không? Đồng thời cô cũng nghi ngờ, Giang sách lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giang sách, ha, anh mau nói thật cho em biết anh lấy tiền ở đâu ra còn nữa tại sao thái độ trước sau của quản lý đó lại thay đổi nhiều như vậy giang sách mỉm cười lấy miếng ngọc bội ra tất cả đều là vì nó ngọc bội ư ừ, đúng vậy chẳng phải mấy ngày nay anh đang học y thuật hay sao đúng lúc có một lần trên đường tan làm về đã cứu được một lãnh đạo cấp cao của ferrari ông ta đã tặng cho anh miếng ngọc bội tượng trưng cho khách vip cao cấp này Đinh Mộng Nhiên gật đầu nói, thảo nào thái độ mà quản lý kia đối với anh lại thay đổi nhanh như vậy. Vậy 5.000 vạn anh lấy ở đâu ra? Thì cũng là lãnh đạo cấp cao đó cho, anh cứu mạng ông ta nên ông ta cho tiền anh. Anh cũng không biết nên dùng số tiền lớn như vậy vào việc gì nên dứt khoát mua một chiếc xe cho em. Chuyện này, Đinh Mộng Nhiên khóc không ra nước mắt, giang sách cũng quá vung tay rồi đó. Không dễ gì mới được chó ngáp phải ruồi, nhận được tạ lễ 5.000 vạn, thế mà anh lại sang tay mua một chiếc xe. Ha ha, quả thật bàn về độ tiêu tiền thì không có ai vượt qua giang sách. Hay là thôi vậy, 5.000 vạn có thể làm được rất nhiều chuyện, chúng ta trả lại xe đi, sau đó. Giang sách xoay đinh mộng nhiên đối mặt với chiếc Ferrari, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sau khi dùng hết thì kiếm lại là được, bây giờ còn sống mới là quan trọng nhất. Em tới kiểm tra thử xem xe mới có dễ lái hay không chương 372, người đó có đòi tiền không? Đinh Mộng Nhiên bất đắc dĩ cười khổ rồi tiện thể ngồi lên xe. Tay Đinh Mộng Nhiên vừa chạm vào vô lăng, trong lòng đã hiện lên hai chữ thoải mái. Cảm giác lái xe mới chạy trên đường thật sự sung sướng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, không thể không nói món đồ đắt trên thế giới này đều có nguyên lý đắt tiền của nó. Xe 5.000 vạn sẽ tốt hơn xe 50 vạn. Mới đầu trong lòng Đinh Mộng Nhiên còn cảm thấy rất khó chịu, tốn nhiều tiền mua xe như vậy, chẳng phải đang phung phí à. Nhưng sau khi lái xe rồi, cô mới ý thức được niềm hạnh phúc mà Ferrari 5.000 vạn mang tới thật khó mà tưởng tượng được. Một khi cô đã lái xe rồi thì chẳng muốn ngừng lại, hơn nữa còn ước gì sống cả đời ở trên xe. Giang sách ngồi trên ghế phụ nhìn dáng vẻ vui sướng của Đinh Mộng Nghiên, trong lòng anh cũng vui theo. Xem ra món quà này khiến Đinh Mộng Nghiên rất vui vẻ. Trong lúc đang chạy xe thì điện thoại Giang sách bỗng đổ chuông. Reng Reng, Anh tiện tay lấy ra xem, là Trình Hải bên khoa học công nghệ tầm mộng gọi tới. Chú Trình Ư. Giang sách sửng sốt một lát, đã rất lâu rồi anh không đi tới khoa học công nghệ tầm mộng, về cơ bản toàn bộ công việc ở đó đều giao cho Trình Hải quản lý. Bây giờ ông ấy gọi tới là vì công ty đã xảy ra chuyện rồi ư. Cuộc gọi được kết nối. Alo, chủ trình, chú tìm tôi có chuyện gì không? Cậu cả, không ổn rồi, cậu mau tới ven bờ Tây Giang một chuyến đi, xảy ra chuyện rồi. Ven bờ Tây Giang là nơi cực kỳ nhạy cảm, bởi vì ngôi mộ của Giang Mạch đang nằm ở đó. Nơi đó cũng được giao cho nhà họ Đinh tiến hành phá rỡ cải tạo, theo lý mà nói thì không nên xảy ra sự cố gì mới đúng chứ. Chuyện liên quan đến ngôi mộ của em trai Giang Mạch, dù là người luôn bình tĩnh như Giang Sách cũng bắt đầu hơi sợ hãi, anh sợ sẽ xảy ra chuyện không hay nào đó. Anh hỏi vào vấn đề, chú Trinh chủ cử nói thẳng đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai, đầu dây bên kia im lặng đến nửa phút rồi Trình Hải liên tục thở dài. Mỗi lần ông ấy định mở miệng nói ra mọi chuyện thì lại nuốt xuống. Nhưng càng là vậy thì càng khiến người khác sợ hãi. Cuối cùng Trình Hải lấy can đảm nói, mộ của cậu hai. Bị, bị, tim của Giang sách hoàn toàn thất lại, mộ của Giang mạch làm sao? Mộ của cậu hai bị người ta đào lên rồi. Bùm, trong đầu của giang sách như có một vạn tia sét nổ vang em trai chết thảm như vậy thậm chí sau khi chết còn bị người khác đào mộ đây đúng là thất bại của người làm anh trai như anh là ai là ai đã làm chuyện này giang sách siết chặt nắm đấm không ngừng vang lên tiếng răng rắc ánh mắt cũng đỏ ngầu cả người bao trùm sát ý đinh mộng nghiên ở bên cạnh cũng cảm nhận được nỗi sát ý nồng nặc tâm trạng vui sướng nhất thời tan biến cả người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói một câu. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Anh cúp máy. Giang sách cất điện thoại vào túi rồi cố gắng kiềm nén lửa giận, em lái xe đến ven bờ Tây Giang một chuyến. Dù nghe giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng dưới sự bình thản đó là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Ninh Mộng Nhiên không dám hỏi gì nhiều, đây là lần đầu tiên Giang sách trở nên đáng sợ. Như vậy, Đến bây giờ cô mới ý thức được bản chất người đàn ông của mình vẫn là một quân nhân, là người đàn ông liếm máu trên lưỡi đao. 35 phút sau, xe đã ngừng lại. Giang sách mở cửa bước xuống xe ngay, anh đi về phía phần mộ, Đinh Mộng Nhiên cũng vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi tới phần mộ. Trình Hải đã sớm canh chừng ở bên cạnh. Vừa đi tới gần ngôi mộ, cảnh tượng trước mắt khiến người khác nhìn mà phát hoảng. Chỉ thấy bia mộ bị người khác đập vỡ thành mấy mảnh, toàn bộ phần mộ đều bị đào lên, hộp cho cốt ở bên trong cũng biến mất dạng, hiện trường là một mớ hỗn độn. Giang sách càng siết chặt nắm đấm. Bây giờ Đinh Mộng Nhiên mới hiểu rõ tại sao Giang sách lại tức giận như vậy, em trai anh đã chết rồi còn bị sỉ nhục thế này, chắc chắn đây là chuyện mà Giang sách khó có thể chấp nhận. chương 373, là ai dám chọc anh nổi trận lôi đình? Không phải vì tiền, vậy là trả thù rồi, người có thù với Giang Sách hơn nữa còn biết phần mộ của Giang Mạch nằm ở đâu thì chẳng có bao nhiêu, chỉ cần ngẫm nghĩ một tí đã biết là ai. Rồi, chỉ có bốn chữ, doanh nghiệp thiên đình. Đúng lúc này, Giang Sách nhìn thấy trong ngôi mộ bị đào lên có một lá thư bị đè dưới một hòn đá. Hả? Anh nhún người nhảy xuống nhặt lá thư lên, sau đó mở ra, bên trong viết một hàng chữ có muốn lấy lại hộp cho cốt không? 9 giờ sáng mai, hẹn gặp ở đại sảnh khách sạn quốc tế Lộc Hải. Mặc dù đối phương không nói rõ thân phận nhưng khách sạn quốc tế Lộc Hải là tài sản của doanh nghiệp thiên đình, như vậy đã đủ chứng minh vấn đề rồi. Giang sách nhảy ra khỏi ngôi mộ rồi từ tốn rời đi. Sách, anh định đi đâu? Đinh Mộng Nhiên vừa sốt sắng vừa sợ hãi hỏi. Anh đi làm chút chuyện. Nhìn bóng lưng rời đi của Giang sách, trong lòng Đinh Mộng Nhiên bỗng dâng lên nỗi bất an nồng đập. Bây giờ Giang sách đang bị cơn giận chiếm giữ đầu óc, e rằng anh sẽ đưa ra hành động không được lý trí. Vì thế cô vội hét lớn, sách, anh hãy bình tĩnh chút đi, chúng ta sẽ đi báo cảnh sát. Giang sách không đáp lại mà một mình bước đi ngày càng xa. Giảm đào mộ của Giang mạch, hơn nữa còn dùng hộp cho cốt làm mồi nhử để dụ Giang sách tới cửa, Giang sách sẽ cho đối phương biết thế nào là tự chuốc lấy tai họa. Trình Hải than thở, cô đừng gọi nữa, một khi cậu cả đã quyết định chuyện gì thì người khác không thay đổi được đâu. Huống chi chuyện lần này rất quan trọng, chắc chắn cậu cả sẽ dốc hết sức đòi lại công bằng cho cậu hai nhưng rõ ràng đây là một cảm bẫy đinh mộng nhiên sốt sáng nói quả thật đây là một cảm bẫy cậu cả không phải kẻ ngốc nên chúng ta hãy tin cậu ấy dù sao cũng chẳng thể thay đổi được gì không bằng lựa chọn tin tưởng giang sách trước mắt đây là chuyện duy nhất mà trình hải và đinh mộng nhiên có thể làm trong văn phòng tổng phụ trách khu vực giang nam giang sách ngồi trên ghế làm việc tay nắm chặt lá thư đó Mộc Dương Nhất đang đứng ở bên dưới. Anh ấy đã đi theo giang sách nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Dương Nhất cảm thấy anh giận dữ như vậy, thậm chí còn căm phẫn hơn lúc anh em chết trên chiến trường. Là ai dám chọc anh nổi trận lôi đình? Giang sách im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, Mộc Dương Nhất, em hãy điều động thần La Thiên Chính và bốn người của 12 cung hoàng đạo rồi sáng mai đi hành động cùng. Anh, đồng thời huy động thần La thiên chính và 12 cung hoàng đạo, là kẻ địch nào mà cần phải huy động sức mạnh lớn đến thế. Hơn nữa vừa hành động đã gọi ngay bốn người của 12 cung hoàng đạo. Dù là chiến trường ở Tây Cảnh cũng rất ít khi ra tay với quy mô lớn như thế. Xem ra lần này Giang Sách thật sự tức đến cực điểm. Mộc Dương nhất gật đầu đáp, em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay. Ừm, um, lui xuống đi. Mộc Dương nhất xoay người nhanh chóng rời khỏi văn phòng rồi truyền đạt mệnh lệnh của Giang Sách xuống dưới, hơn nữa còn đích thân đi chọn bốn bốn người của 12 cung hoàng đạo phù hợp với lần xuất chiến này. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình giang sách. Anh nhíu mày nhìn lá thư. Rồi cảm thấy, hình như lần này doanh nghiệp thiên đỉnh hành động khác hẳn so với lần trước. Anh không nói ra được điểm khác nhưng vẫn để tiện, bị ổi như trước, tuy nhiên hình như đằng sau chuyện này còn ẩn chứa thứ đáng sợ hơn. Bây giờ giang sách chỉ cảm thấy toàn thân đang chìm trong bầu trời đêm đen kịt. Trong bóng tối, ngoài đàn sói đang nhe nanh múa vuốt thì vẫn còn một mũi tên đang nhắm vào anh. Nháy mắt đã một ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, từng chiếc Lincoln màu đen thấm ngừng trước cửa khách sạn quốc tế Lộc Hải, hơn 100 người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, ai cũng cắt đầu định, trên người mỗi người đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Dẫn đầu là bốn người. Lần lượt là Kim Ngưu, Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải thuộc 12 cung hoàng đạo. Đoàn người tách ra, Giang sách từ tốn đi ra ngoài rồi ngẩng đầu lên nhìn tên khách sạn, sau đó dẫn người đi vào trong. Một đám người cai nghiện đi vào đại sảnh khách sạn. Ngược lại trong khách sạn chẳng có một bóng người. Như thể đại sảnh khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một bóng người để chào đón sự xuất hiện của đám người giang sách. chương 374, đối phương sắp xếp rất thú vị. Rõ ràng đây là một âm mưu đã được tính toán sẵn. Nói cách khác đây là một gương mưu ai cũng siết chặt nắm đấm chuẩn bị đón tiếp một trận chiến tàn khốc bọn họ đều tin chắc rằng đối phương đã sớm dự đoán tính nghiêm trọng trong chuyện này nên đã chuẩn bị rất nhiều người mai phục tại đây ai dè lại là một cô gái trông có vẻ cực kỳ nhát gan cầm một lá thư chạy ra ngoài run rẩy đi tới trước mặt giang sách cả người cô ta run rẩy đưa lá thư cho anh thư thư của anh này hả mọi người đều sửng sốt lá thư đầu tiên của đối phương bảo giang sách đi tới đây chẳng lẽ không phải là mai phục sẵn người ở đây rồi đợi Giang Sách tự chui vào lưới ư? Sao còn đưa lá thư thứ hai làm gì? Bây giờ Giang Sách mới khẳng định suy nghĩ trong lòng, kẻ địch lần này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với người mà anh gặp lúc trước. Doanh nghiệp thiên đỉnh còn có người tài giỏi ư? Anh vươn tay nhận lấy lá thư, sau khi mở ra, bên trên vẫn viết một hàng chữ, một mình đi ra sau khách sạn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho anh rồi. Ha ha Xem ra đối phương đã sớm tiến hành điều tra Giang Sách rồi, biết dưới trướng của Giang Sách nắm giữ rất nhiều người tài giỏi, nếu tấn công trực diện e rằng sẽ khó mà giành được chiến thắng, nên mới bảo một mình Giang Sách rời đi. Giang Sách mà sợ bọn họ ư? Nực cười. Anh ném lá thư đi rồi bảo mọi người đứng đây chờ mệnh lệnh, sau đó một mình đi ra cửa sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng chẳng hề bắt mắt đang đậu ở cửa. Anh mở cửa ra rồi ngồi lên xe rời đi. Đúng lúc này trong căn phòng nhỏ ở một nơi thần bí tôn vĩnh trinh tây môn tuấn đang ngồi trên sofa nhìn tôn tại ngôn bố trí mọi chuyện dựa theo suy nghĩ của họ hôm nay phải tiến hành mai phục ở khách sạn hốt hết mẻ lưới giang sách và người mà anh dẫn tới nhưng không hiểu tại sao tôn tại ngôn còn muốn hành động thêm là dẫn giang sách rời đi chú em tôi hơi khó hiểu chú đang làm gì thế tồn tại ngôn cười khẩy tất nhiên tên óc heo như anh sẽ không hiểu rồi Tôn Vĩnh Trình suýt nổi điên, cũng may được Tây Môn Tuấn giữ lại. Tôn Tại ngôn nói, anh hãy mở to mắt chó của anh ra nhìn cho rõ đám người mà Giang Sách dẫn tới đi, ai cũng tràn đầy sát khí, ánh mắt tràn ngập vẻ chiến đấu, không hề có một tên gà mờ. Với cái đảm vô tích sự đó của anh, cho dù nhân số gấp 2 3 lần cũng không đánh lại người ta. Hơn nữa vì ngôi mộ của em trai bị người khác đào lên nên trong lòng Giang Sách đã tích tụ một bụng lửa giận, bây giờ đang là lúc lửa giận bùng cháy nhất nếu lúc này giao chiến chính diện với anh ta thì anh sẽ bị lửa giận của anh ta nuốt chừng không còn mảnh xương mà thôi. Anh có biết thế nào là tránh mũi nhọn không? Điều tôi muốn chính là giang sách nổi giận đùng đùng đi tới nhưng lại vồ hụt, một bụng lửa giận nhưng lại đụng phải một chậu nước lạnh. Tồn tại ngôn tính toán cực kỳ thấm sâu. Có anh ta đứng phía sau điều khiển thì giang sách gặp nguy hiểm rồi. Bên này, chiếc xe mà giang sách đang ngồi nhanh chóng ngừng lại, tài xế thả giang sách ở đầu con hẻm cổ xưa đầu con hẻm có hai đứa trẻ trông chỉ mới 78 tuổi tiến hành kiểm tra khắp người giang sách, tịch thu toàn bộ vật dụng như điện thoại của anh, không cho anh mang vào trong. Sau khi kiểm tra xong xuôi, giang sách đi vào con hẻm. Dọc đường anh đi theo chỉ thị, cuối cùng đi tới trước của một căn nhà nhỏ. Có lẽ đây là nơi mà kẻ địch ẩn thân đúng không? Chọn một nơi như này để gặp mặt, chỉ cần kẻ địch mai phục sẵn sàng thì có thể dễ dàng giải quyết triệt để người bình thường, đồng thời sẽ không khiến bất kỳ ai hoài nghi. Nhưng liệu giang sách có dễ dàng bị giải quyết triệt để như thế không? Anh hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào. Anh vốn tưởng rằng sẽ có dao bầu, côn sắt ập tới, nếu không thì trong nhà cũng có mười mấy tên cao to lực lưỡng. Ai dè? Trong nhà chỉ có một bà lão hơn 70 tuổi đang đàn áo len. Giang sách nhíu mày, bọn họ đang làm gì vậy? Vô hụt hai lần liên tiếp khiến anh rất khó chịu, trong lòng vừa sốt sắng vừa tức như muốn. Phát nổ. Bà lão ngừng hành động trong tay lại rồi chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, từ tốn nói cậu hãy đi ra cửa sau sẽ có người đón cậu. Giang sách dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, một chiếc xe ba gác chạy bằng điện đang đậu ở cửa. Đối phương sắp xếp rất thú vị. Giang sách kiềm chế tâm trạng nóng nảy leo lên xe ba gác rời khỏi đây. Lúc này trong căn phòng nhỏ tối tăm, Tôn Vĩnh Trinh vò đầu bứt tóc nói, chú em, chú lại làm gì thế? Một nơi mai phục tốt như vậy, chủ xếp thẳng mấy người giết chết anh ta chẳng phải tốt hơn à? Còn bày thêm trò như vậy không thấy phiền sao? chương 375, đó chính là Tây Môn Tuấn. Tồn tại ngôn lườm hắn ta. Cái đầu heo của anh chỉ biết mai phục mai phục. Tôi đã điều tra thực lực của giang sách rồi, anh ta không dễ giải quyết triệt để như vậy. Hơn nữa thuộc hạ của anh ta có thể dựa theo định vị trong điện thoại tìm đến đầu con hẻm, rồi dễ dàng tập hợp lại diệt gọn đám người mai phục. Tôn Tại Ngôn tiếp tục nhìn về phía màn hình rồi cười khẩy, với lại có một câu nói đánh một tiếng trống làm tăng dũng khí, đánh tiếng thứ hai tinh thần suy giảm, đánh tiếng thứ ba dũng khí hao tận. Lần đầu tiên Giang Sách tới khách sạn với khí thế hùng hổ nhưng lại vô hụt, bị tạt một gáo nước lạnh. Lần thứ hai là một mình đi tới căn nhà nhỏ, trong lòng dâng lên dục vọng chiến đấu nhưng lại bị vô hụt lần nữa. Dục vọng chiến đấu của con người có hạn, Vô hụt mấy lần liên tiếp sẽ không ngừng tăng lửa giận, khiến anh ta mất bình tĩnh và phán đoán. Bây giờ trong lòng Giang Sách chỉ còn vẻ nôn nóng. Đánh tiếng thứ hai tinh thần suy giảm, đánh tiếng thứ ba dũng khí hao tận. Vô hụt hai ba lần liên tiếp đã hao mòn Giang Sách. Cộng thêm toàn bộ thiết bị định vị trên người anh ta đã bị tịch thu, bây giờ anh ta đã là cả trong chậu có thể giết chết bất cứ lúc nào. Tôn Vĩnh Trinh không còn cảm giác gì nữa, luôn cảm thấy hình như Tôn Tại Ngôn đang nói hưu nói vượn nhưng tây môn tuấn ở bên cạnh lại nghe đến mức lạnh sống lưng nếu đổi thành anh ta điều khiển bố cục thì cùng lắm sẽ ra tay ở lần thứ hai anh ta có thể tưởng tượng được kết quả chắc chắn sẽ bị giang sách giết ngược lại lần nữa đây cũng là nguyên do tây môn tuấn luôn thua giang sách hãy nhìn tồn tại ngôn mà xem rõ ràng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn có thể bình tĩnh phán đoán giải quyết hết chỗ trở mình từ cơ thể đến tâm lý của đối phương rồi mới tiến hành chèn ép đối phương e rằng bây giờ Giang Sách đã sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng, đầu óc đã sớm không còn rõ ràng nữa. Đúng như những gì Tôn Tại Ngôn đã nói, có thể giết chết Giang Sách bất cứ lúc nào. Trong lòng Tây Môn tuấn thầm bội phục, bàn về mưu kế tâm cơ, quả thật Tôn Tại Ngôn cực kỳ lợi hại. Tinh, đèn đỏ trên màn hình bỗng phát sáng rồi cánh cửa sắt từ từ mở ra. Tôn Tại Ngôn cũng không quay đầu lại nói, con mồi cắn câu rồi, Tây Môn, anh có thể đi thu lưới được rồi cửa sắt kho nhà xưởng mở ra. Một mình giang sách đi vào nhà kho, có bảy tám người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi trên ống thép xếp chồng ở hai bên, mỗi người đều cầm một con dao găm sắn bén. Đây đều là những cao thủ siêu cấp trăm người chọn một, là nhóm xuất sắc nhất được tuyển chọn tỉ mỉ trong tất cả thuộc hạ của Tôn Vĩnh Trinh. Giang sách bước đi trong không gian rộng rãi ở chính giữa, mấy người đàn ông lực lưỡng ở hai bên đều nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sắc bén, cảm giác đó giống như diều hầu đang nhìn chầm chầm vào con thỏ con. Nếu đổi thành người bình thường, đừng nói là bước đi trong những ánh mắt này, cho dù đứng im bất động cũng sớm sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn ngồi bệch xuống sàn. Anh có thể không sợ hãi trước những đôi mắt sắc bén này, điều này chứng tỏ thực lực của giang sách đã đạt tới một trình độ nhất định. Cuối nhà kho là một xe thang điện nâng người. Trong giỏ nâng của xe thang điện, một người đàn ông mặc vest mang giày ra đeo mắt kính gọng vàng đang đứng đó. Đó chính là Tây Môn Tuấn. Giang Sách đã lâu không gặp. Giang Sách chẳng hề có hứng thú trò chuyện với anh ta, lúc cách khoảng 5 mét anh bỗng ngừng bước. Tây Môn Tuấn búng tay, người điều khiển bấm nút, giỏ nâng được đẩy lên cao, tầm 7-8 mét. Với khoảng cách cao như vậy, dù là Giang Sách cũng không thể nào với tới được. Tây Môn Tuấn lấy một chiếc hộp gỗ ở phía sau ra rồi vỗ vỗ nói, tôi nghĩ chắc chắn anh tới đây vì cái này đúng không? giang sách vừa liếc mắt đã nhận ra đây là hộp cho cốt hộp cho cốt của giang mạch